Hello, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quyền Hàng Bãi Tháo Máy Bắc Ninh. Hôm nay em lại lên cho các bác một cái video bao gồm rất nhiều mặt hàng. Em sẽ giới thiệu đến cho các bác từng cái loại mặt hàng một nhé các bác. Đó. Các bác chốt được gì thì mua hàng thì liên hệ với em qua cái số Zalo em để trên này nhé các bác. Đó, một số Zalo này thôi nhé các bác. Đó. Các bác vẫn cứ gọi cái số cũ, em cầm máy đi nhiều khi là các bác sẽ bị chốt trượt hàng nhé, là lý do là em không có nhà, em không trả lời được thì chả biết có con hàng không để chốt cho các bác, nó rất là khó trả lời. Nó em chốt cho các bác mà về nó hết rồi thì nó rất là buồn cười. Đó, thế là các bác lưu ý nhé, liên hệ với cái số ở trên này. Đó. Và hàng bên em báo thì là chưa bao gồm phí ship nhé các bác. Giá em báo là chưa bao gồm phí ship. Phí ship bên em là 30.000 cho 3 cân đầu tiên và mỗi cân tiếp theo là 5.000 nha các bác. Đó. Đó là giá em ký đồng giá với Viettel, đó là như thế nha các bác. Giá phí ship bên em là bao phí ship toàn quốc nha các bác. Đó, và không dài dòng nữa, em sẽ giới thiệu từng mặt hàng một nhá cho các bác nhá. Đầu tiên thì vẫn là tủ điện này. Đó. Rất là nhiều tủ điện. Em vẫn còn. Tiếp theo là hai cái máy tạo oxy này, bên ngành y tế người ta thải ra nhé các bác, vẫn còn dùng rất là ngon mà giá thì nó chỉ bằng chưa cả đến 1/10 giá mới nhé các bác. Giá mới nó rất là đắt, như con này giá mới nó khoảng độ 28-30 triệu này, em bán có 2,2 triệu thôi, hàng dùng rất là ngon. Đó, con này chắc hai tầm 2,5 triệu này, con này thì của Hàn Quốc nhé, con này là của Mỹ này. Đó. Lý do làm sao mà cái con của Hàn Quốc là nó đắt tiền hơn là em mua đắt hơn nhá. Đó, bởi vì nó rất là nặng. Con này nó nặng đến 25 cân đó. Nhưng con này nó nhẹ hơn. Không biết là nó có nhiều chức năng hơn không. Còn đây là một ít quạt này. Đó. Một ít quạt này. Đó. Sau tí nữa em sẽ view cụ thể từng thứ một nhá. Bên này là một ít đây là một con thái lát thuốc này. Nó gọi là máy thái lát thuốc nhá, bên ngành dược phẩm nhé. Còn đây là một cái bình SMC này, chỗ này là một ít đồ linh tinh này. Hôm nay em về được cả bàn vít me trắng nhé, vít me trắng vít me đen, nó băng nào thích chọn đằng nào mà chọn. Đó, chỗ này thì có dây dây hôm nay em về được 2-3 cặp thôi, dây tủ vẫn còn này. Đó, chỗ này thì rất nhiều đồ, một vài cái lọc khí này, bánh xe này, chân này, đó rất nhiều thứ này, đó rất nhiều thứ nha các bác, đó. Quay sang bên này thì em có mấy cái mâm thép này, đó mấy cái mâm bằng thép nha các bác, đó mâm bằng thép. Chỗ này là có một ít van điện từ này, hàng của SMC sản xuất tại Nhật rất là xịn nha các bác. Sau tí nữa em view cụ thể này. Đó, đây là một ít ấy này, khớp nối này, đây là một cái bàn xoay có 5 châm hít, có 5 châm từ hít luôn nhé các bác, sau tí nữa em sẽ view. Đó, chỗ này là một con bàn xoay nữa này. Đó, chỗ này là vài cái đồ linh tinh này, em không biết là đồ gì nhé, sau tí nữa em view cho các bác, nó rất là hay. Đó, như em thỉnh thoảng về những cái đồ rất là kỳ lạ. Đây là đèn led chạy 100V này. Đó, tí nữa em sẽ view cho các bác. Còn đây là nhôm này các bác, rất là nhiều nhôm và cả thép nữa nha các bác. Những cái tấm lỗ lỗ kia là thép nha các bác. Đó. Trước khi view em nhắc kỹ các bác nó là thép nhá, sau các bác mua lầm tưởng nhôm chết em. Đó. Đây là mấy cái mâm xoay nhôm màu mấy cái mâm tròn nhôm nhỏ nhỏ này. Chỗ này là nhôm tấm lớn này. Đó, đó là toàn bộ những cái mặt hàng không có. Và bây giờ em sẽ view chi tiết cụ thể từng mặt hàng một nhé các bác. Đó, đầu tiên bây giờ em sẽ view cho các bác một ít cái tấm nhôm tròn này trước này. Đó, trước khi em view hàng thì em xin các bác bỏ ra 3 giây cho em xin một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh nhé. Đối với bác nào chưa đăng ký kênh, bác nào đăng ký kênh rồi thì cho em xin một like để em có cái động lực em làm video. Đó, đầu tiên em sẽ giới thiệu cho các bác mấy cái tấm nhôm tròn này trước này. Đây em chỉnh máy quay xuống rồi. Đó. Mấy cái tấm nhôm tròn này nhá. Là cái này em có một tấm này, mỗi thứ em chỉ có một thôi nhá các bác. Đó, 20 đường kính 20 này. Dày 1 cm này.
lỗ cốt này là lỗ cốt 3,5 cm này, giá 120k. Đó. Tấm thứ hai này. Cái này tấm này thì 23 cm, dày 1,4 cm này, giá 200k. Đó, mặt dưới là nó như này nhá, nó có cái khấn xuống hình dấu cộng như này. Đó. Đây cái lỗ này thì em chưa đo. Em đo cho các bác cái lỗ này. Cái lỗ này thì người ta khấn nó không kịch nha các bác. Lỗ này là 2,5 cm này. Đó. 2,5 cm. Giá 200k. Tiếp theo là cái mâm này. Đó, 36 cm này. Dày 1,5 cm này. Đó, lỗ cốt này là 5,4 nhá các bác. Lỗ cốt này này là 5,4 cm, giá là 430k. Đó, 430k nha các bác. Đó. Tiếp theo còn cái này em quên, em chưa lên giá này. Cơ bản là em xoáy thì không thấy nó ra. Không hiểu lý do gì xoáy lại không ra. Đó, chắc cái này độ 70-80 nghìn gì đó. Bác nào lấy alo em nhé, đo kích thước qua cho các bác. Đó, nhìn nó như này. Có cái gen ở đây nhưng mà em xoáy thì chưa thấy ra. Tại vì nó là đồ nhôm em cũng chưa dám mạnh tay. Đây nó có cái lỗ xuyên thủng nữa, không biết để làm gì. Đó, con này thì đường kính là 13 cm này. Độ dày từ bên nọ sang bên kia là 3 cm như này nhá các bác. Và cái này của nó là dày 4 ly này. Đó. 4 ly nha các bác. Độ 80 nghìn con này. Tiếp theo em lên cho các bác này. Ít thanh nhôm nhá. Đó. Em có được đâu 8-9 thanh gì đó. 7 thanh à. 7 thanh nhá các bác. Có 7 thanh, tổng cộng em có 7 thanh đâu. 66 x 4,2 x 0,8 này. Giá 85k. 0,8 là chỗ này nhá, còn chỗ này là dày 1 cm. Đó. Chỗ này là dày 1 nhá các bác. Đó. Dày 1 cm nha các bác. Nó bị khấn xuống như này này. Đó. Đó. 85k một thanh nha các bác. Em có 7 thanh. Cứ nghe bình thường đi em, nó ảnh hưởng gì đâu. Tiếp theo nha các bác. Hôm nay em về được một ít nhôm tấm to đẹp lắm các bác. Đó, bác nào nhanh tay thì chốt được thì chốt giúp em nhá. Đó, đầu tiên là cái tấm này này. Đó, nó chỉ có lỗ ở vòng quanh thôi nha các bác. Đó, nó chỉ có lỗ ở vòng quanh thôi, ở giữa không có một cái lỗ nào luôn. Tấm này là kích thước là 120 x 70, dày 0,5 cm. Giá là 1.250.000. Đó. Cái kích thước này nó là kích thước quá lý tưởng để các bác làm mặt bàn nhé các bác. Đó. 120 x 70. Đó. Cái kích thước này các bác làm một cái mặt bàn nó quá chuẩn luôn. Đó. Rất là đẹp các bác. Hai mặt đều rất là đẹp. Mặt này cũng đẹp này. Đó các bác nhìn thấy chưa. Mặt này đẹp khủng khiếp luôn. Hai mặt như nhau. Đó. Nó bị chảy xước một tí chỗ này nha các bác. Đó. Mặt kia thì rất là đẹp các bác nhìn rồi. Tấm thứ hai này này cũng đẹp không kém này, kiều Nguyệt Nga thì cũng phải ghen tị nhé các bác. Đó, 75 x 60 x 0,5 này, giá 650k. Cái này em cũng có một tấm thôi nhé các bác. Đó, các bác nhìn thấy chưa. Mấy cái chỗ này nó là cái giấy dán, người ta dán cái giấy mà sau bên trên nó có cái cục nhựa để người ta luồn dây điện đó. Em còn chưa kịp vệ sinh nhé, các bác về tự vệ sinh. Đó. Mặt sau của nó đây, các bác nhìn thấy chưa? Kiều Nguyệt Nga còn phải ghen tị nha các bác. Rất là đẹp. Tấm này cũng thích này các bác ơi, đẹp khủng khiếp. Tấm này thì nó có lỗ nhá. Đó. Các bác nhìn thì nó trắng toát, kiểu như là màu thép nhưng mà không phải đâu nhá, nhôm nhá các bác. Đó, tấm nào nhôm thì em bảo nhôm. Kích thước em để đây này. Đó, 80 x 49 x 1,2 này, giá 1.280.000 này các bác này. Đó. Tiếp tục nha các bác. Đây là tấm nhôm này các bác này, rất là đẹp. Đó. 80 x 49 x 1,2 này, giá 1.280k.
một cái tấm nhôm rất là đẹp nha các bác. Đây mặt sau của nó đây. Đó, mặt sau của nó thì em vệ sinh nó chưa được sạch lắm nhá, về các bác vệ sinh thêm. Nó rất là đẹp. Nó có vài cái lỗ thôi. Đây này các bác này. Đó, nó có vài cái lỗ li ti trên bề mặt thôi nha các bác. Rất là đẹp. 1.280.000. Em dựa ra đây nhá, nó xô vào chân. Tấm tiếp theo này. Cái tấm này là 70 x 60 x 0.5 này. Đó. 70 x 60 x 0.5 em sẽ zoom lên cho các bác xem nhá. Đó. Bề mặt thì của nó đây. Rất là đẹp, không cũng không có lỗ. Nó chỉ có mấy ít lỗ vòng quanh ria thôi. Đó, rất là đẹp nhá các bác. Mặt dưới này còn đẹp hơn này. Đó, nó bẩn thôi nhưng mà nó lại không bị xước tí nào. Đó. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một ít những cái nhôm tấm nhỏ nhỏ hơn nha các bác. Đó. Một ít tôm nhôm tấm nhỏ này. Tấm này 150k này, không có lỗ nào. Chỉ có ba cái lỗ ở cạnh kia này thôi này. Đó, rất là đẹp. Một cái tấm nhôm màu ghi nhá các bác. Tấm tiếp theo này em có một tấm thôi này. Giá 140k, cái này em đi thật nhanh nhá. Tại vì đấy, cái tấm này nó bị xước này. Đó, 140k. Tấm này 200k. Em còn một tấm duy nhất thôi. Đó. Là em nói em báo còn hai tấm thì hôm nay còn một tấm này. Đó. Tấm này thì em có hai tấm này. Ba tấm này các bác. Đó, ba tấm nó bằng nhau à. Đó, ba tấm bằng nhau này. Em có 3 tấm, kích thước là 18,5 x 6 x 16 này. Dày 0,8 cm này, giá 65k một tấm này. Đó, có một tấm duy nhất này nó không có lỗ, còn hai cái tấm này nó có lỗ nhá. Đó, kích thước thì nó bằng nhau. Bằng nhau luôn nhá. Đó, nhưng mà hai cái tấm này nó lại có lỗ. Đó, giá 65k một tấm. Tấm tiếp theo này các bác. Đó, giá 290k, 35 x 29,5 x 1 này. Đó. Đó, bề mặt này nó bị chảy xước khá nhiều à. Mặt này thì rất là đẹp. Đó. Hàng thì em chưa cả vệ sinh. Đó. Tấm tiếp theo này. Bác nào vào việc gì không? 60k này. Đó. Và cái tấm nhôm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác là cái tấm này. Đó, cái tấm này này. Kích thước em để đây nhá. 60 x 49 x 1,2 cm giá 820k. Đó, cái kích thước này á, cái kích thước này em đo là nó không đo bao gồm chỗ này nha anh nhá. Các bác nhá, không đo bao gồm chỗ này. Đó. Đo vuông thôi. Rất là đẹp nhá các bác. Đẹp. Đẹp, rất là đẹp. Đó. Đó. Tiếp tục này, em có một ít những cái tấm thép. Em có một ít những cái tấm thép này. Đó, tấm thép đục lỗ nha các bác. Kích thước thì em ghi đây rồi. Cái này là em xin nhắc lại các bác là nó bằng thép nhá. Kích thước là 49,5 này nhân 45,5 này. Dày thép này là dày 2 ly này. Cái thành này là cao 4 cm này. Đó, cái thành này cao 4 cm, giá 160k tấm này nha các bác. Đó, đây này. Đó, người ta uốn lên thì người ta hàn vào nó rất là chắc chắn này. Đó. Chỗ này là nó có những cái tai để các bác bắt này. Rất là đẹp. Đó. Đây em cho các bác một tấm này. Kích thước em để đây. 49,5 x 45,5 x dày 2 ly và cái thành này cao 4 cm này. Đó, giá là 160k một tấm. Tấm tiếp theo này. Tấm tiếp theo này các bác. Đó. Tấm tiếp theo là 80,5 x 45,5 này, nhân 14 này, dày 0,2 ly này, nó cũng vẫn dày 0,2 ly, vẫn thành cao 4 phân nha các bác. Tấm này là 220k. Em quên em không đo cho bác cái lỗ này nhá. Em còn, em về nhà xong.
Quên em không đo các bác cái lỗ này. Đó, cái lỗ này nó khoảng độ 2 cm này các bác. Đó, em kẹp này nó không chưa chính xác lắm nhé. Đó, giá 220k. Cái này thì em cũng không biết là có mấy tấm, các bác cứ gọi nhá, xem em có mấy tấm thì em báo. Đó. Mặt dưới thì nó đẹp hơn nhá, bởi vì mặt dưới là nó úp xuống dưới nó ít bị chảy hơn này, rất là đẹp này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Rất là đẹp. Đó. Và cái tấm cuối cùng này là cái tấm em có nhiều nhất này, coi như là có 4 tấm này. Đó, cái tấm này như em có 4 tấm nha các bác. Kích thước là, ui rồi bị rách rồi, bị rách kích thước rồi, em đo lại nhá. Nó bị rách rồi, em dán bị rách rồi. 91,5 nha các bác. Dài 91,5, đây vợ em đây 91 này, nhưng mà chắc là 91,5 rồi, nó bị rách rồi. 91,5 này nhân 49,5 này cũng thành cao 4 ly này, à thành cao 4 cm, và độ dày của thép là 2 ly nha các bác. 2 ly giá 270k tấm này. Đó. Rất là đẹp nha, bên dưới này các bác nhìn này, rất là đẹp, bên dưới này nó chưa chảy một tí nào á. Bên trên này nó có bị chảy một chút này. Đó, bởi vì trên này nó là cái bề mặt làm việc mà máy móc người ta kê lên trên này. Nó rất là đẹp. Nó các bác nhìn nó chảy ra này, nó trắng như nhôm các bác à. Hay là nó bằng nhôm thì em chịu. Đó cái tấm này nha các bác. Đó, nhìn nó đẹp quá, em cứ tưởng nó bằng bằng nhôm hay bằng inox, nhưng mà thực ra nó là thép nha các bác. Đó, rất là nặng. Giá 270k. 270k cái này nha các bác. Đó là cái tấm thép cuối cùng thì em có 3 mẫu nhá. Cái mẫu này thì nó có nhiều nhất này. Đó. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một ít cái đồ này nhá các bác. Đó, có những cái thì em phải view các bác biết được nó là cái gì. Có những cái thì có nhìn qua là biết rồi. Chẳng hạn như thế này nè. Con nguồn này thì nhìn qua cái biết nhá. Miwell 12V 83,3A giá 800k này. Đó, hàng của Miwell sản xuất tại Đài Loan luôn nhé các bác, rất là xịn nhé. Con này công suất 1000W nhé. Đó, các bác cứ nhân cái này, nhân với cái này là nó ra công suất này. Đó, 1000W nhé. Rất là lớn. Con tiếp theo này các bác này. Đó. Con này thì nó của Omron này. Omron hàng sản xuất tại Trung Quốc nha các bác. Omron thì là của Nhật, nhưng mà nhà máy thì đặt tại Trung Quốc. Đâm ra là ghi là Made in China này. Đó. Omron này, con này là 14,4A, 14A 24V này, giá 400k. Rất là đẹp nhé các bác, đẹp gần như mới này. Đó. Tiếp theo giới thiệu đến cho các bác cái mâm xoay này. Đó, cái này các bác về làm mâm xoay nhé. Đó, nó rất là bon à. Đó. Thấy chưa? Nó có hai mặt. Đó, lật lên như thế này các bác dùng mặt lạnh được nhé. Nhưng mà mặt này các bác phải kê nó lên một chút, bởi vì cái này nó chống xuống đất này. Cái này nó chống xuống đất. Cái này là em chưa xoáy ra nhé. Đó. Em chưa xoáy ra, em để nguyên như này này. Đó, cái này thì chịu tải thì thôi rồi nhá các bác, bởi vì cái trục nó lớn như này này. Nó trục lớn như này nó chịu tải rất là tốt nhá các bác. Đó. Em định xoáy ra em xem nó chạy là đi chịu gì, nhưng mà không xoáy được nhá. Tại vì em chưa có đồ á. Cái này nó phải dùng một cái con kìm nước, kìm gì đó cặp chặt một tí mới xoáy được nhá các bác. Giá 600k cho con này nhá. Hai cái bề mặt này là bằng nhôm. Cái trục ở giữa này, cái bi này là bằng thép này. Cái bát này rất là lớn này. Đó, các bác nhìn cái bát này chưa? Cái bát này này. Đó, nó to gần bằng cái tấm nhôm này luôn, đâm ra nó chịu lực rất là tốt nhá các bác. Nó cái miếng nhôm này thì nó lại thiết kế đúc liền như này này, CNC liền như này này, nó rất là chắc chắn, rất là khỏe này. Đó, chịu tải tha hồ nhá các bác. Đó. Bây giờ em đo kích thước cho các bác này. Cái tấm trên này nha các bác. Cái tấm trên này chiều dài của nó là 27 cm này, chiều rộng là 15 này. Đó. Chiều dài 27, chiều rộng 15. Và độ dày của nó thì dày thôi rồi nhá. Cái chỗ mà bát là để nó làm thiết cái gối bi này nó dày đến 4 cm này.
Thế còn cái chỗ này là nó dày 2 cm này, chỗ ngoài này là nó dày 2 cm. Chỗ khu vực này nó dày 4 này, chỗ này dày 2. Và cái tấm dưới này là nó cũng dày 1,5 cm nha các bác. Tấm dưới này dày 1,5 này. Và kích thước em đo nhá. Kích thước tấm dưới này là một chiều này là 15 này. Chiều này là 13 này, đó. Đó, các bác muốn dùng mặt nào thì dùng nhá. Dùng mặt này thì xoay thế này. Mặt này thì do cái tấm trên này nó nặng á các bác, đâm ra xoay nó bon bon nó nhìn nó thích hơn nhá. Đó. Rất là đẹp. Các bác về không thích nhá thì các bác cắt đến cái đoạn này đi cho nó khỏi bằng, rồi làm một miếng tôn này. Bịt nó vào đây là nó hết lồi luôn. Cái này thì hình như là xoáy cái này nó ra này các bác ạ. Cái này nó là chỉ là cái đầu hãm lại cho nó khỏi tột thôi nha các bác. Em thử xoáy ra xem phải không. Nó hơi chặt nhé. Chắc do nó hàn nó hơi chặt. Cái này chắc phải dùng công các bác. Đó. Đây là con ốc hãm của nó này. Đó, giá con này em bán 600k nha các bác. Kích thước em đo rồi. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác cái con này này. Đó. Đây là con nguyên bản của nó này. Nó chỉ nhún nhún được một tí này thôi nha các bác. Đó, nó nhún nhún được một tí như này. Đó. Nhún được một tí như này. Bằng thép trắng rất là xịn. Thép trắng thì các bác nhìn nó tưởng là cái gì không? Các bác tưởng tưởng là inox nhưng mà thực tế nó là thép trắng nhé. Thép trắng. Độ cứng rất là cao. Đó, bây giờ em một con em tháo ra cho các bác xem này. Bây giờ em tháo lại nhé. Đó. Bây giờ em tháo lại này. Tháo cái này ra này các bác này. Ở đây nó có cái con ốc hám này, nó hãm hãm cái thanh này lại nhé. Đó. Đây em rút ra này. Đó, em rút ra nhé. Đấy, đây nó có hai tai này, nó sẽ có hai con ốc nó đè cái tai này xuống này. Đó, hai tai này nó có hai con ốc, hai con lò xo khuyên này, hai con ốc nó đè cái tai này xuống nhá các bác. Đó, như các bác nhìn thấy chưa? Đó, nó vừa này. Nhưng mà con này em tháo ra em đánh rơi mất một bên lò xo rồi. Nó khi tháo ra thì nó thù thuột kiểu này. Đó, các bác vào việc gì không? Rất là ngon. Đó. Rất là khít nhá. Người ta thiết kế như này mà để nó thò đi thụt lại như này nhá. Đó. Không có một tí dơ dơ nào. Giờ rất là ít. Đó. Các bác ứng dụng vào việc gì không? Đó. Và cái này nó tháo ra này. Tháo được cái này ra nha các bác. Đây em tháo cái này ra các bác này. Đó. Để cho các bác ứng dụng luôn cả hai đầu nhé. Đó. Khi tháo cái này ra này. Đó. Cái này em cũng chả biết để làm gì này. Đó. Máy móc chi tiết. Máy móc không biết để làm gì. Đó. Thì nó thụt tụt tụt thần được ra như này nha các bác. Đó, bây giờ em cho bên này vào. Đó, để các bác ứng dụng được hai đầu nhé. Các bác muốn dùng đầu nào thì dùng. Cái lò xo này nó rút ra rút lại nhiều, nó đang bị. Đây này các bác đút cái này vào. Đó, các bác đợi em làm một tí nhé. Tại vì cái này nó phải tháo ra view cho các bác mới biết vào việc mới mua được. Đó, cái lò xo nó vào đây, nó nhiệm vụ là nó đẩy cái này ngược trở lại này, siết cái này lại này, cho cái thanh sắt ngang này nó khỏi trượt đi trượt lại nha các bác. Đó, siết nó lại. Đó. Đó, cái này nó đẩy ra như này, đó, các bác thấy chưa? Nó đẩy ra. Đó, cái này nó cũng tụt ra hẳn được như này nhé các bác. Đó, tụt ra hẳn như này. Đó, rất là xịn. Đó, các bác vào việc gì thì vào nhé. Đó, bây giờ em lắp lại này. Em lắp lại. Đó. Con này nó đang bị mất mất một cái lò xo một bên này thì
nó đẩy nó đàn hồi không tốt này, những con này nó đủ lò xo cả hai bên này. Đó. Đó, có thể thấy chưa? Nó rất là xịn. Đó, còn cái con này em tháo ra rồi em view cho các bác rồi nhá. Bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác một chút. Em đo tổng chiều dài này, cho còn sau đô em kẹp. Tổng chiều dài của con này là nó dài đến 10,5 cm nha các bác. Đó. Đó, cái ti trong này nó dài tổng cộng là 10,5 cm này. Đó. Bây giờ em sẽ kẹp cho nó chính xác nhá. Còn con này này, cái con bên trong này, cái ti trong của nó là chiều này là 2 cm này. Chiều này là 3,5 cm này, người ta sản xuất tương đối chuẩn nhá. Em biết kẹp như này là nó kinh như chuẩn. Còn cái vỏ bao ngoài này, chiều này là 3 cm này, chứng tỏ là mỗi bên thịt này là được 5 ly này. Đó. Chiều này là 5 cm này thì chứng tỏ mỗi bên thịt được 0,75 ly này. Đó. Cái thước của em nó cũng tương đối chuẩn đấy nha các bác nha. Đó, kẹp 5 ly này, chặn số luôn. Chứng tỏ cái thước của em nó cũng chuẩn. Đó. Còn cái tai ngoài này nhá, em đo cái luôn cái tai này. Cái tai này của nó này, cái tai để bắt này, 5 cm này. Đó, ghê chưa? Chuẩn tuyệt đối luôn. Đó, 5 cm nha các bác. Đó. Con này em bán có 70k thôi nhá các bác. 70k cho một con này, em có 6 con nhá các bác. Đó, các bác vào việc gì alo em nhá. Tất cả nó hoạt động hoàn hảo như này, riêng cái con em tháo ra như này này. Là em đánh rơi mất một bên lò xo không tìm thấy này. Đó, các bác nhìn thấy chưa, bên này mất rồi này. Đó. Cái lò xo này thì các bác kiếm rất là dễ nhá. Đó, em nghĩ các bác về sẽ phải bỏ bởi vì các bác sẽ ứng dụng vào cái việc khác. Cái chốt này em nhắc lại rút ra rất dễ làng bằng cách các bác tháo cái con lục hãm của nó ở đây ra nhé. Đó, hàng đẹp, đẹp dã man. Đó, hàng đẹp dã man. 70.000 một con. Đó, em có 6 con. Cái này thì em nghĩ là em nhá hàng thì các bác cũng chưa mua được đâu. Bởi vì nhìn qua video quay nhanh nhanh không view thì nó cũng chả hiểu nó là cái gì. Đó, các bác xem được video thì cố gắng chốt nhá. Em có một con tinh chỉnh size 9 cm này, tinh chỉnh 360 nhá. Đó, size 9 cm giá 250k này, em đo cho các bác này, size 9 luôn nha các bác, chuẩn 9 cm này, 250k. Đó, con này là 360 nhá các bác, nó quay 360, gọi là tinh chỉnh 360. Đó. À, tiếp theo này em giới thiệu đến cho các bác một cái ít đèn led này. Em ơi, cầm cho anh. Tiếp tục nha các bác. Đó, em vẫn còn một ít đèn led này. Một ít thôi nhá các bác. Bác nào nhanh tay thì được, tại vì nó còn tẹo thôi. Nó em bán em tưởng hết rồi nhưng nó còn sót. Đó, em lấy ra cho các bác này. Cái đèn này là đèn của đây, cô quên con này. Đó, dây này, mỗi một dây này nó dài khoảng độ 3 mét nha các bác. Cái này thì nó có một cái dở cái là nó chạy điện 120 nha các bác, 120V này. Đây ghi chữ bằng Tây Ban Nha này, còn chỗ này ghi bằng tiếng Anh này. Đó. Công suất của nó là 120V này, 60Hz này. Đó, 2,4W nhé, một cái dây này có 2,4W thôi. Đó, thế nhưng mà cái dây cắm này của nó này, cái dây cắm nối tiếp này, thì nó ghi là 240W max tối đa, có nghĩa là cái dây để cắm nối tiếp này nó có chịu tải được khoảng độ 100 sợi luôn nhé các bác. Đó. Đây bây giờ em có một cái con nguồn chạy điện 100V này. Đó, 110V nhé các bác. Bây giờ em cắm cho các bác xem nhé. Đó, sáng rồi nhé các bác. Và trên video các bác nhìn thì nó sẽ là nhấp nháy nhé. Bởi vì nó là bóng đèn led, nhưng mà thực tế là nó không nháy đâu nhá các bác. Đó, thực tế sẽ là không nháy. Các bác xem video nó nháy là do cái tần số quét của camera điện thoại đó. Còn thực tế là nó không nháy nhá. Bây giờ em sẽ cắm thêm một con nữa cho các bác này. Mỗi cái dây này nó dài khoảng độ 3 mét nhá các bác. Cắm thêm một con nữa lên cho các bác này. Đó. Nó giống nhau như đúc nhá, con nào nó cũng thế. Đó, bên này nó có hai màu này, một màu vàng một màu đỏ này, bên này hai, bên này cũng ba màu này, bên này ba màu nhá. À, đây là một màu cam một màu đỏ này, bên này là, đây mới là vàng này, vàng và hai màu xanh, là tất cả là có 5 màu đó, người ta gọi là xanh đỏ tím vàng, nhưng mà đây không có tím.
Đó, có cam. Đó. Giá em bán là bác nào mua một sợi nhé các bác. Mua một sợi này này là 40k thôi nhé các bác. 40k em có một ít thôi. Bác nào ủng hộ em thì gọi điện qua cái số ở trên em để trên video nhé. Đó, hàng này em nghĩ là hàng sản xuất xuất đi nước nào đó nhưng mà không biết vì lý do gì không xuất được này, hàng sản xuất tại Việt Nam luôn này. Ghi bằng chữ Tây Ban Nha với chữ tiếng Anh thì em nghĩ là xuất sang thị trường châu Mỹ nhé. Em chỉ đoán mò thế thôi. Đó, sản xuất tại Việt Nam, hàng nó có những cái tem như này này, SA gì đây, em cũng chả dành nó ghi bằng chữ Tây Ban Nha này. Đó. Bên trong thì nó có một cái tờ giấy như thế này. Made in Việt Nam này. Đó. Hai tờ, một tờ bằng tiếng Anh, một tờ bằng tiếng Tây Ban Nha. Đó, bên trong thì có hai tờ, một tờ Tây Ban Nha, một tờ tiếng Anh nha các bác. Đó, giá em bán là 40k một cái sợi này. Bác nào lấy 3 sợi thì là 100k nhá. 3 sợi như này này. Đó, 3 sợi như này là 100k nha các bác. Em có một combo 100k này. Hai combo 100k này, có 3 combo 100k thôi nha các bác. Chỗ này bán được 300k là hết nha các bác. Đó, 300k chỗ này nhá, là hết. À đây. Em có cái này nữa này. Bác nào làm bên ngành ngọc trai này, được khả năng cần nhá các bác. Mở miệng ra để gấp ngọc này, chuẩn bài nhá, cái mỏ vịt. Cái này là cái mỏ vịt nhá các bác. Các bạn làm bên ngành ngọc trai thì em nghĩ cần đấy, cần đến nó này. Đó. Thỉnh thoảng em cứ nhìn thấy nó hay hay em lại nhặt nhá, tại vì em có cái mối hàng ở bên đồ y tế người ta thải á. Đó, cái này bác nào làm bên ngành ngọc trai rất cần cái này. Giá con này em bán 50k thôi, rất là rẻ nhá, hàng rất là đẹp. Đó. Quay sang bên này, phía rút cho anh con này ra đi. Quay sang bên này em giới thiệu đến cho các bác một ít đồ linh tinh trước này. Đó. Một ít đồ linh tinh trước, sau đó em sẽ giới thiệu cho các bác cái mâm này nhá. Đó. Đáng lý ra là em phải test những cái đồ này nhưng mà em không test nhá. Bán nhanh cho các bác. Em có hai con này. Van điện tử này đến từ thương hiệu SMC mã VT301 này. 25G nhá. Đó. Sản xuất tại Nhật luôn này. Rất là xịn nhá. Cái con này một là cái van này nó rất là xịn rồi, cái xịn thứ hai nữa là các bác kiếm đâu được hai cái cút này. Cái hai cái cút này em nghĩ các bác có đi ra ngoài mua nó cũng đáng. Hai cút này 100.000 chưa chắc cũng mua nổi hai cút này nhá các bác. Cút nó rất là xịn luôn. Hàng cực kỳ đẳng cấp. Đó. Em check cái con van này nhá. Nếu mà ở Việt Nam chỗ bán rẻ nhất là bán hàng mới là đang bán khoảng độ 500-600.000. Thế còn ví dụ trên Alibaba.com ấy lại trên eBay người ta bán toàn tiền triệu thôi nha các bác. Đó, toàn tiền triệu thôi. Ở Việt Nam cũng khoảng độ 500-600.000 một con. Thì em không biết ở Việt Nam là bán hàng giả hay là hàng mới thì, hay là hàng đã qua sử dụng như em thì không biết. Nhưng mà đúng ra cái con này nếu mà cho vào túi bóng thì nó khác thì mới đâu. Tại vì em tháo vào trong máy ra là nó ở trong máy thì cũng chẳng ai va chạm đến nó, mà nắng mưa nó cũng chẳng đến, đâm ra nó rất là đẹp. Đó. Đó, nhìn kỹ nhá, mã này VT301 này. Em bán có 80k thôi nhá, em có hai con. Đó, em có hai con. Các bác kiếm đâu được cái cút này đâu. Đây này em tháo nó vẫn đầy đủ dây, cái dây nó to như kinh khủng này. Con này thì không biết là nó ăn điện bao nhiêu, con này áp của nó là lên đến từ 0 đến 1 MPa này, chịu được khoảng độ 10 kg nhá các bác. Đây là nó gọi là solenoid van này, van solenoid nhá. Thì bọn em cứ gọi là van điện tử nữa. Tên chính xác của nó là van solenoid. Nó hàng của SMC sản xuất tại Nhật, mã của nó là VT301-025G này. Nó 80k một con, em có hai con thôi. Rất là xịn. Con thứ hai em muốn bán cho bác là em bán cho các bác cái con khóa hơi này. Nó đến từ cái thương hiệu Parker này. Đó, Parker này là em không biết là của Đài Loan hay của nước nào. Này, con này thì chịu áp tương đối kinh.
Đó, mắc LED, mắc in LED là 2,07 MPa này, tương đương với khoảng độ 23, nó tương đương với khoảng độ 20 cân nha các bác. Đó, áp chịu rất là lớn. Đó. Con này em bán 50k một con này. Đó. Con này là van điều áp nhá, kim khóa hơi vào điều áp luôn. Đó, nó điều áp nha các bác. Đó, em bán 50k một con thôi, em cũng có hai con, bởi vì tháo ở cái máy em tháo ở cái máy y tế ra nhá, thì nó gọi là máy y tế đi, được hai con, phá được hai con máy thì nó có hai con. Đó. Thế còn cái van này nữa này, cũng rất là xịn này. Nhưng mà hàng em không biết dùng này. Cũng là solenoid van này. Mã của nó các bác check đi giúp em cái này. Đó. Trên này nó có 4 con van điện từ nhá, thì nó tương đương với các chỉ số 0,2 này, 0,3, 0,5 này và tối đa là 0,5 là mở nhá. Có nghĩa là em nghĩ là nó cái con van này nó sẽ mở từng cái áp suất một nhá, từ cái áp suất nhỏ nhất là 0,2 này, sau đó lên 0,3 này, sau đó là 0,5 này, và con này là mở 0,5 này, là một con van tổng mở cuối cùng này. Đó, rất là xịn. Con này em bán có 40k thôi nha các bác. Đó. 40k không biết là nó hai cái khớp nối này các bác mua khi mất 40k rồi, còn chưa tính bộ van này. Đó, van này thì nó chạy điện bao nhiêu thì em chưa check nhá. Đây này các bác nhìn kỹ giúp em cái nhá. 24V này. Đồ rất là xịn nha các bác. 24V 0,6W này. Đó. Từ 1 đến 83. Đó. Rất là đẹp. Em có hai con. Không ghi giá à? À đây 40.000 một con này các bác này. 40.000 một con. Đó. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác này, em có hai con đồng hồ đếm này. Đó. Đây là nó đang rung dở nhá các bác. Em cũng tháo ở cái máy tạo oxy ra nhá. Máy sản xuất oxy ra. Con này nó chạy được 522 giờ rồi này, con này chạy được 2563 giờ này. Đó. Đây này các bác này. Con này là của Panasonic này, để em bật điện lên cho các bác nhòm này. Đó, sản xuất tại Nhật Bản luôn nhá các bác. Đó, Howmaster này. Điện 220V 1,5W này. Đó. Made in Japan này, của hãng Panasonic này. Rất là xịn. Mà em bán có 50k thôi. Con này thì em không biết là reset lại nó như thế nào. Đây nó có cái cần gạt này. Một bên ghi là 50Hz này, thì em thấy vẫn để 50Hz, khi tháo máy ra là vẫn để 50Hz như thế này nhé. Một bên là 60Hz này. Đó, chắc nó do dòng điện đó. Đếm thời gian hoạt động này, của thiết bị máy móc này. Đó. Rất là hay. 50k một con thôi. Và cái này nó tháo ra bằng cách như thế này nhé các bác. Các bác muốn tháo cái bệ sắt này ra đây. Đây, như này nó tụt ra này các bác. Đó, tụt ra như này nhá. Đó, tụt được ra như này. Thành như này rất là đẹp. Nhưng mà em cứ để nguyên cái bệ sắt này cho các bác. Đấy, sau các bác ấn vào như này nhá. Đó, nó có cái ngàm, người ta thiết kế cái ngàm giữ rất là hay. Rắc cắm thì đầy đủ này. Em có hai con. Giá 50k một con nhá. Cái con này thì nó vẫn dính luôn cả cái cầu đấu. Cái cầu đấu này. Rất là ngon này. Đó, dính nguyên cầu đấu 250V 20A này, mắc 600V này. Đó, cầu đấu chịu tải rất lớn này. Đó, 50k một con. Em có hai con. Con tiếp theo có cái này này. Đó, em có cái công tắc on off này. Cũng tháo từ máy ra nhá. Đó, nó có cái nút này rất là hay. Đó, vặn on off. Nó hay ở cái là mỗi một cái dây của nó này, đầy đủ dây này. Đó. Trong cái dây này thì em mở ra cho các bác xem này, nó có cái cầu chì này, mỗi sợi dây này nó có một cái cầu chì nhá các bác, rất là xịn này. Đó. Cầu chì có bảo vệ luôn này. Đó. Có 4 cái cầu chì nhá, 12 công tắc. Đó.
em bán 4 cái cầu chì và 2 cái công tắc. Đó, tắc rất là ngon. Toàn rác cắm, kết nối bằng rác cắm. Như này này em bán có 50k này. Đó, được các bác được 4 cái cầu chì và 2 cái công tắc. Dây em không tính này. Đó, rất là nhiều dây, 50k cho mã này nhá các bác. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác cái con này. Đó, cái này thì em bán lâu rồi và cũng còn lâu em mới hết nhé. Cái này em có rất là nhiều. Em mang đây hai cái thôi. Nó dài tổng cộng là 39 cm này. Đó. 39 cm này. Cái buli này thì nó 4,6 cm này. 4,6 cm. Trục cốt này là trục cốt 15 này. Đó. Trục cốt 15 thì tương đương cái bi này cũng là cốt 15 nhá. Cái chỗ em dán giá đây này thì nó là 20 này. Bên này nó cũng là 15 này. Đó. Cái này nó bằng inox 304 xịn nhá. Cam đoan với các bác đây là inox 304 xịn. Còn hai cái này bằng nhôm. Cái gối bi này cũng bằng nhôm mà. Cái bi tất nhiên nó bằng sắt rồi. Và cái bánh răng này bằng sắt. Cái bánh răng này các bác có thể là tháo cái này điều chỉnh kéo ra kéo lại được nhá. Đó, cái vòng bi này cũng thế này. Tháo những cái con ốc hãm này ra này. Đó, nó có hai con ốc hãm và chỉnh nó chạy được trong khoảng này từ đây đến đây. Bên này thì nó chạy dài hơn. Đó, bên này thì nó có thể chạy dài từ đây cho đến tận đây. Đó, bên này nó chạy được rất dài. Em bán giá rất là rẻ nhá, có 150k một cái thôi. Em có rất nhiều. Đó. Em bày ra đây hai cái nhá, thông báo với các bác là em có rất nhiều. Tiếp theo này. Đó. Hôm nay em chỉ còn một loại duy nhất thôi. Hôm nọ có mấy cái lẻ tẻ các bác chốt hết rồi. Hôm nay em chỉ còn một loại thôi. Em kẹp cho các bác này, cái khớp nối này nhá. Đó. Kiểu này là 2,35 này. Đường kính này. Đường kính là 2,6 này. Đó, 2,6 cm nhá. 2,35 số đường kính này lớn hơn nhỉ. 2,6 nhỉ. Đó. Và cái lỗ này. Em đo cho các cái lỗ cốt này. Lỗ cốt này là 4,7 này. Đó, 4,7 nhá. Chắc là nó kẹp được từ 4 giờ đi nhá. Tại vì đây nó còn một cái khe tương đối lớn này thì các bác có thể siết ốc là nó vào thêm nhá. Thì chắc là kẹp được từ chục 4 ly trở lên này. Nhưng còn bên này. Bên này là 9,6 này. 9,7 này. 9,7 thì em nghĩ các bác sẽ kẹp được từ chục 9 ly trở xuống à từ lên này. Đó, bởi vì ốc này vẫn còn siết được vào nhá. Đó. Một bên là 9,9 mấy đó, gọi là em gọi là một bên 10, một bên 4 nhá. Đó. Giá em bán là 100k ba con. Đó, bán theo combo 100k ba con nha các bác. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác cái con này. Đó. Cái con mâm xoay này nha các bác. Cái con mâm xoay này. Đó, em sẽ cho các bác xem. Đó, cái con mâm xoay này em bán giá 600k này. Đó. Nó xoay được như này nha các bác. Xoay được 4 con ốc này ra, nhấc ra được. Thì bên trong của cái mâm xoay này, chỗ này nó là một loạt những cái viên nam châm trắng siêu cường này, dính vào đây. Đó. Thì còn bên dưới cái mâm dưới này, cái nửa dưới này, nó là cái bàn từ điện này. Đó. Bây giờ em sẽ cấp điện cho các bác nhá. Trước khi cấp điện em đo kích thước một chút này. Đó, các bác là vào việc alo em con này nhá, 600k con này. Con này nó rất là đặc biệt. Đường kính của nó này. Đó, các bác nhìn thấy chưa, em để cái thước vào nó dính nhá. Đây là nó là nam châm siêu cường đây này. Đó. Đó, dính luôn nhá các bác. Đó. Đây để cho các bác để này, các bác khó hình dung ra nó dính nhá. Đó. Nam châm siêu cường ở nửa trên nhá. Nam châm siêu cường ở nửa trên. Đây em cầm cái thước em quay được, nó dính, nó quay đi được thế này các bác ạ. Đó. Đó. Bây giờ em đo lại cho các bác. Đang đo nó dính, tiện thể view luôn này. 16 cm. Đường kính này 16 này. Tổng chiều cao của cả cái mâm này là 3,5 cm này. Mặt dưới này. Mặt dưới chiều này cũng 16 này. Chiều này cũng 16. Nó vuông 16 luôn nhá các bác.
Đó, bây giờ em sẽ cướp điện vào đây. Em hôm qua sáng ngày em mò mẫm thì nó ra được 3 sợi như này rồi nhá các bác. Đó, em buộc sẵn như này rồi. Đó. Bây giờ em cấp điện 24V vào cho nó nhá. Đó, em cấp một ôi giời, tuột rồi. Đó. Bây giờ các bác nhìn em quay này, đây là đang quay tự do này. Thì em cấp điện 24V mà. Đó, đấy các bác thấy chưa, em đang quay nó tay nó cứng luôn luôn nhá. Đó, nó cứng lại như này này. Đó, em bỏ tay ra này. Bây giờ em vừa quay em vừa kẹp này. Đó, các bác thấy chưa? Nó hít lại cứng luôn nhá. Nhưng mà nó không cứng hẳn kiểu như các bác là dùng phanh từ đâu nhá các bác. Bởi vì giữa bàn từ mới lại nam châm là nó vẫn còn cái khoảng cách để nó không dính hẳn, đâm ra là nó vẫn hơi quay được nhá. Đó. Đó. Đó, có thấy chưa? Đó. Đó. Nó có hai kiểu dính này, sang bên này nó cũng dính này. Đó, cái này nó cũng dính này. Đó, dính cứng ngắc luôn nhá các bác. Đó, như này nó dính mạnh nhất này. Đó, đỏ với đen vào một sợi, còn 5 sợi, 3 sợi kia vào một sợi thì nó dính mạnh hơn này. Đó. Bây giờ em bỏ tay ra này. Em bỏ điện ra này, đó, bỏ điện ra quay này. Bây giờ em kẹp lại này. Đó. Các bác thấy tay em nó vấp luôn không? Em thử lại một lần nữa này cho các bác cảm nhận được này. Đó, khi em kẹp nhá. Đây này, khi em kẹp này. Đó, nó vấp luôn này. Cứng luôn nha các bác. Đó. Đấy, em nó rời ra rồi này này các bác này. Và nó ăn một cái dòng rất là nhỏ nha các bác. Nó ăn dòng có 1A thôi thì chứng tỏ là nó khoảng độ mấy chục watt thôi. 20W thôi. Đó, khi em lay thì nó cũng không thấy nó ăn thêm dòng. Nó đang ăn dòng 0.9A này. Đó. 24V mà 0.9A thì nó ra khoảng độ 24W này nhá, 22 đến 24W thôi. Đó. Đó, khi em nhả điện ra này. Đó thì nó lại quay nhẹ nhàng bình thường. Đó. Nếu mà khi các bác mà gắt bây giờ em sẽ đây, bây giờ em sẽ làm một cái thí nghiệm như này nhá cho các bác xem. Em sẽ đặt cái mâm này lên. Em sẽ đặt cái mâm này lên nó nặng nhá. Đặt mâm này lên nó nặng. Ui thôi chết rồi, nó hít luôn, nó dính rồi. Ê, chán không nhỉ? Em quên, em không nghĩ ra đây là nó nam châm từ, nó dính luôn các bác. Để em gỡ ra nhé. Quên, em không nghĩ ra đây là nó là cái nam châm, nhưng mà vẫn gỡ được các bác. May là vẫn gỡ dễ. Em đặt lại này, đặt lại cho nó cân để em test cho các bác này. Chán, không đặt được thẳng nhỉ. Đó, bây giờ em đặt là nó nằm giữa trung tâm rồi nhá. Em làm một cái thí nghiệm cho tôi tự em tự nghĩ ra này. Đây như này nó quay rất là trơn này. Bây giờ em bật điện này là nó. Đó, đó, các bác thấy chưa? Nó nằm châm nó hút rồi nhá. Đó. Nó vẫn quay được các bác ạ, nhưng mà nó sẽ giữ lại. Bởi vì do cái này nó nặng nhá. Đó, bên em làm test thí nghiệm kiểu thế nhá. Nó vẫn giữ được. Đây này, như này này. Đó, có nghĩa là cái lực nặng nó vẫn thắng được cái nam châm đấy nhá các bác. Đấy, nhưng mà sau khi nó sẽ hít lại, nó giữ kiểu này. Nó kiểu như là dạng phanh phanh lại thôi nhá các bác. Đó. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Nó sẽ giữ được ở cái vị trí mà cái nam châm điện với lại cái nam châm từ nó thẳng nhau. Đó. Quay thì nó vẫn quay, nó nhìn thấy chưa, nhưng mà nó sẽ không bon nữa, nó sẽ giữ lại kiểu này.
Đó, bây giờ em sẽ bỏ điện ra để cho các bác xem này. Bây giờ em bỏ điện ra em quay cho các bác xem nhé. Đây em bỏ điện ra rồi. Em quay này. Nếu mà bỏ điện ra thì nó sẽ bon như thế này nha các bác. Nó sẽ tít mãi. Đó, nó sẽ tít mãi như thế này. Không dừng lại. Đó. Các bác thấy chưa? Rất là hay này. Nó có nam châm từ nhá. Bây giờ em lại chứng minh, tự dưng em lại chứng minh được cho các bác nó có nam châm từ đây, nó hít như thế này này. Đó, các bác thấy chưa? Đó, em dứt nó mới ra nha các bác. 600.000 cho con này. Em nhắc lại nha các bác, kích thước em đo rồi, 600.000 cho con này. Đó. 600.000 cho con này. Em và em có hai con nó bị cắt đứt dây đến đây này. Đó, em cho các bác xem nhé. Đây, bác nào mà không dùng đến nam châm từ thì em bán cho các bác con này, giá cũng 600.000. Đó, nhưng mà các bác được thêm cái khung này, cái này thì nó theo con kia rồi, và nó được lợi từ đây trở xuống này. Đó, nó được lợi từ đây trở xuống. Có 600.000 thôi, do bãi người ta cắt đứt dây đây. Con này nguyên bản của nó là bên trong nó còn một con ốc hãm nữa này. Đó, nó còn một con ốc hãm, em phải tháo ra em nhả con ốc hãm mới ra thì nó mới quay được 360 độ nhá. Còn bình thường đây này, cho các bác xem cái con ốc hãm của nó ở cái lỗ này này. Đó, nó ở cái lỗ này, nó người ta thiết kế cái lỗ này để người ta nhả con ốc hãm ra này. Em sẽ quay cho các bác đến cái vị trí con ốc hãm này. Đó, đây các bác nhìn thấy chưa? Đó là vị trí con ốc hãm. Đó, nó có một con ốc hãm nằm đúng ở cái vị trí này. Đó. Đấy, các bác quay hết hết lượt, nó không có cái chỗ nào nhá. Chỉ có mỗi cái vị trí đấy là có một cái lỗ đấy. Đấy, em đã xoáy ra rồi nhá các bác. Đó. Đó, một con ốc hãm ở đây. Xoáy ra, xoáy con ốc hãm này ra thì nó sẽ quay tròn được như con này luôn. Em sẽ hỗ trợ các bác em xoáy con ốc hãm ấy đi cho. Còn không các bác về tự xoáy cũng được, không sao cả. Mở cái nắp này ra là nó có đến cái vị trí đấy là xoáy cái nó ra nha các bác. Đây. Con này em cũng bán 600k này. Thêm cái bàn này. Đó. Nguyên bản của nó đây, nhưng mà con này nó bị người ta cắt cụt đến đây rồi. Đấu rất là khó này. Đó, cắt cụt dây đến đây rồi. Đó. Sau tí nữa em sẽ tháo con này ra em xoáy cái con ốc hãm ra cho các bác để cho nó thành quay như con này nhá. Đó, thành quay như con này. 600k một con. Bác nào lấy con nào thì lấy, con trên này cũng được, con dưới cũng được. Con dưới thì nó sẽ đấy, em quên em không nhớ ra nó nam châm để nó lại dính rồi này. Đó, nhưng mà này nó cách xa hơn, nó dính ít hơn. Để này là nó dính này. Đó. Bên trong này là nó có cái bàn từ nam châm điện. Đó. 600k con trên con dưới đều như nhau nhé các bác. Đấy, con này cũng 600k này. Đó, con này cũng 600k. Quay sang bên này em giới thiệu đến cho các bác cái mâm này. Đâu cái mâm to đâu em? Ôi trời. Các bác thông cảm nhá. Bà xã em cứ tưởng view rồi nhưng mà thực tế em đã view đâu. Em view cho bác ba cái mâm thép. Một cái con mâm thép này rất là khủng long bạo chúa này. Nó rất là đẹp các bác, em nhìn nó đẹp quá thì không biết các bác có vào việc gì không, nhưng mà vào đẹp của MB. Đó, kích thước của nó là 55 cm này, đường kính này là 55. Độ dày 1,6 cm này. Lỗ cốt này là lỗ cốt 16 cm này. Cái lỗ này là 16 cm nhé các bác. Đó, nó gần được thôi. Đó, 16 này. Tấm này em bán 600k nhé. Bằng thép trắng rất là đẹp các bác. Dạ man này, hai mặt này. Mới nhìn thấy chưa, thép trắng nhé. Vệ sinh chưa được sạch hẳn, vệ qua thôi. 600k cho tấm này. Giá rất là hời nhé các bác. Đó, các bác để đây để em xách ra kia. Nó rất là nặng.
nó nặng gần 20 cân đấy. Em chả biết bao nhiêu cân nhưng mà gần 20 cân. 600k cho tấm đấy. Đó, cái tấm em xách đi này. Các bác chỉ nghe tiếng thôi nhưng không thấy hình. Tấm tiếp theo này. Tấm tiếp theo này các bác. Đó, tấm này là phi 40 này, đường kính 40 cm. Đó. Dày 1,25 này. Đấy, cái giày này là giày 1,25. Lỗ cốt này là lỗ cốt 3,4 cm này. Giá cái tấm này là 450k nhé các bác. Rất là đẹp. Đó, đây nó có những cái giấy dán này, em chưa vệ sinh sạch đâu nha các bác. Đó, em chỉ làm cái vệ sinh bề mặt này nó sạch thôi, bề mặt dưới chưa sạch tí nào. Các bác nhìn là nó không có vết xước xước gì đâu nha các bác. Đó, vệ sinh chưa sạch hẳn thôi. Đó. 450k cho tấm này. Nó rất là nặng nha các bác, tấm này nặng mười mấy cân. Thép mà các bác. Tấm tiếp theo này, tấm này nó còn nặng hơn nhé. Tấm này nó cũng là tấm 40 này, dày 1,55 nhé. Tấm này thì 550k. Đó, nó vừa dày hơn và nó vừa đặc hơn, nó không có lỗ mấy, đâm ra lại càng nặng này. 550k cho tấm này nha các bác. Để em cho các bác xem này, mặt dưới của nó này. Đó, mặt dưới của nó thế nha các bác. Đó, ốc thì bắt từ trên này xuống. Đó, 550k cho tấm này. Đấy, cho các bác xem này, thép nha các bác, thép trắng. Hai cái tấm này cũng là thép trắng, nhưng mà em nghĩ cái tấm này nó xịn hơn này. Một là nó bề mặt của nó em nhìn kiểu gì trông nó như là nhôm, nhưng mà nó là thép trắng nha các bác. Quay sang bên này. Đó, quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một ít. Em về được hai cái bàn này nha các bác. Đó, tiện thể cái con này nó đang bị mất tay quay này. Nó đang bị mất tay quay, em tháo ra nha các bác. Đó, tiện thể nó mất tay quay, em tháo ra cho các bác xem nội thất bên trong luôn. Đó, trước khi xem nội thất thì em cho các bác xem cái thông số của nó này. Một cái này không biết có đọc nổi không. Em zoom lên các bác chụp màn hình giúp em nhé. Ôi, như thế này thì nó lại ngược mất rồi. Đấy, chữ tàu nha các bác. Đó, chữ tàu. Nói chung là sản xuất tại Trung Quốc. Bây giờ em dựng lên cho các bác xem. Đó, em dựng cái con này lên. Dựng con này lên thì bây giờ em cho các bác xem này, nó cấu trúc của nó như này nhá. Hai bên thì nó đều có cái thước chia độ này, từ 1 cho đến 50. Đó, chia đến tận 50 cả hai bên luôn. Đó, cả hai bên. Hàng này là hàng full nhôm nhá, nguyên bản người ta để đứng như này. Đó, nhưng mà cái bệ này thì các bác có thể tháo rời được này, tháo rời từng khúc một, từ một tí cái miếng này cho đến miếng này, và cả cái tai này cũng tháo rời được nhá. Tháo rời từ cái tai tam giác này cũng tháo rời được nha các bác. Đó, hàng này quay như này. Đó, rất là nhẹ, nó em quay nó đang xuống này. Em quay lại nó lên này. Đó, rất là nhẹ nhá các bác. Tay quay này gập được này. Đó. Tay quay này gập được này. Giá em bán cái bàn này là 1.150.000. Cái bàn này nhá các bác. Em báo giá trước sau em đo cụ thể luôn cho các bác. Hai bên thước, hai bên nó đều có thước này. Hai bên đều có thước. Và cái lưng này nó có con ốc hãm này. Đó, khi các bác mà chỉnh đến cái vị trí các bác cần mong muốn, các bác cũng dùng con lục giác các bác hãm cái con này lại nhá. Đó. Đây này, nó có một cái con ốc hãm đấy, nó ăn vào cái miếng nhựa PU này, là nó tì vào cái dây này nhá các bác. À, tì vào cái con vít men này là nó hãm lại. Đó. Rất là ngon. Nó có cái thước, nó có cái mũi tên chỉ luôn này các bác này. Đó, rất là xịn. Đó, em quay lên mà quay lên nó rất là nhẹ này. Nó rất là nhẹ nhá. Cái dòng này thì nó chạy rất là nhẹ, không hiểu sao thế nhá các bác. Đó. Nó kể cả cái dòng này này. Cái dòng này thế này, nó rất là nhẹ. Đó. Con này thì nó to khủng bố hơn. À, nhưng mà hành trình thì cũng chỉ tương đương với con này thôi. Đó. Thậm chí còn ít hơn nhá. Tại vì con này nó thiết kế cái bản này nó to hơn này.
bản này to hơn, đâm ra hành trình cái con này, bản này nó bé hơn hành trình, con này thằng hóa ra thành dài hơn. Con này hành trình như hôm nọ em đo được có ba mấy á, bây giờ em sẽ đo lại hành trình cái con mới về nha các bác. Đó, cái bàn này em vẫn còn rất là nhiều mà. Em về được mấy chục cái. Bàn này em bán 1.400.000 này. Đó. Còn cái bây giờ em sẽ đo con này trước nhá. Nhưng mà trước khi đo em lại vật con này xuống để em quay nó về không để đo hành trình cho các bác nhá. Đó. Bây giờ em sẽ quay lên trên này trước này, xem nó đến đâu thì nó kịch này. Đó, xem nó đến vị trí nào thì nó kịch nha các bác, thì mới biết được hành trình, bởi vì con này nó mới về em cũng chưa rõ lắm. Đó, bên trên của nó có cái nắp nhôm này các bác, nắp nhôm rất là đẹp, nó không hở như cái con đây. Như này là kịch hành trình nhé, đến cái tem này là bắt đầu hết hành trình này. Bây giờ em quay tiếp này, cho nó xuống để em đo cho các bác này. Đó, các bác nhìn em quay chưa, quay tít ly luôn. Các bác có thể gắn động cơ vào đây chạy cho nó nhé. Gắn những cái con động cơ mà nó có điều tốc á, thì rất là hay. Đó, để em quay hết hành trình em đo cho các bác xem hành trình nó được bao nhiêu. Sau đó em sẽ đo cái mặt này cho các bác nhé. Mục tiêu là em mở cái mặt ra cho các bác nhìn vít me mới lại trục trượt ở bên trong thôi. Đó, kịch rồi nhá các bác, em quay kịch rồi, nó đi đến đây là nó kịch này. Đó, nó kịch này, kịch rồi, nó được đến đây thôi. Và bây giờ em đo hành trình của con này này. Đó, vừa nãy em quay đến đâu này, nó kịch là nó đến cái vạch đen này là 43 cm này, nó đến bắt đầu chùm hết cái tem này là 43 cm, thì cái con này hành trình của nó được có 39 thôi nhá các bác, 38,5. Đó, con này bé hơn nhưng mà hành trình lại được dài hơn. Em nghĩ là những cái trục vít me của hai con này là giống nhau y đúc này. Bây giờ em sẽ kẹp nhá, vít me và trục trượt xem là bao nhiêu nhá. À, con này vít me bé hơn nhá các bác, vít me con này 18, trục trượt thì cũng là 16, con bên này là vít me 20 này. Đó, con bên này vít me 20, con này vít me 18 này. Đó, vít me nhỏ hơn một chút nhá các bác. Đó, và bây giờ em sẽ đo này, bề ngang của nó này, bề ngang của nó là 17 cm. Đó, bề ngang của nó là 17, tổng chiều cao của cái thớt này, đây em đo chỗ này luôn, thì nó là 14 cm. Bề ngang của cái thớt này nó là 20. Đó, chiều ngang 17 và em đo chiều cao này, tổng chiều cao nhá các bác. Đồ đo từ cái nào bây giờ, đây để em lùa qua cái thước qua chỗ này. Đó, mắc rồi. Tổng chiều cao là 58 cm này. Đến đây là 58 cm nha các bác, 58 cm này. Đó. Và cái con này thì nó có hai mặt đều có chia thước nha các bác. Đó, mặt kia cũng có, mặt này cũng có này, hai mặt đều chia thước giống nhau nhá. Và tổng chiều cái này cao 7 cm này. Cái thành này không là cao 5,5 cm này. Bây giờ em sẽ lật em đo cho bác cái đế này. Đó, đế hình thức của nó là có một cái ti chống như này nhá. Đó, cho nó đảm bảo độ vững chắc này. Đó, bây giờ em đo cái đế này cho các bác này. Đó, em đo cái đế này. Cái đế này một chiều của nó là 17,5. Chiều này cũng 17,5, nó vuông 17,5 luôn nhá các bác. Đế này vuông 17,5 luôn. Đó, hàng thì hoạt động trơn tru. Đó, ti này là 16 này. Ti này là, gen này là gen 18 nhá. Bây giờ em sẽ đo bước cho các bác này. Đó, các bác đợi em chút để em đo bước nhá. Báo bước cho các bác, em nghĩ cái này chắc nó bước 4 thôi. Để em đếm này. 1 2 1 này. Đến đây là 1 này, đến đây là 2, đến đây là 3, đến đây là 4, 5 này. Cái này nó khoảng độ bước 5 nhé các bác. Đó, bước 5.
Tại vì em đo như này 5 gen thì nó ra 18 này. 18,9 này, thì nó chưa chưa chính xác hẳn đâu nhá các bác. Ồ đây nó lên 0,3. 1 2 3 4 này. Cái này nó là bước 4 nha các bác. Bước 4, chính xác là bước 4 nhá. Đó, bước 4. Đó. Có nghĩa là các bác quay một vòng là nó chạy được 4 ly nha các bác. Các bác quay 10 vòng nó lên được 4 cm. Đó. 10 vòng nó mới đi được 4 cm nhá. Đi độ chính xác là tương đối cao. Cái bộ này thì em nghĩ là có cái ưu điểm nó hơn hơn bộ bên này là cái ti này này. Cái ti này là nó được ngồi xuống cái khung của nó. Đâm ra cái độ chịu tải là con này sẽ chịu hơn này. Đó. Nhưng mà nhược điểm là cái bi của nó là dạng bi hở nha các bác, nó không phải là bi kín như con bên này. Đó. Giá con này em bán là 1.150.000 này. Con này em bán 1.400.000 này, con này thì em đo mãi rồi. Chỉ quay view như này cho các bác biết thôi. Là hàng nó xịn thôi. Đó, cái tay hãm này của nó đây, con này tay hãm đặt đây tiện hơn. Nhưng mà tay quay thì lại bé hơn nhá, tay quay thì trông không đẹp bằng. Đó. Các bác muốn dùng con nào thì alo em con đấy nhá. Em có con này thì em có. Con này em có hai con này. Đó, đầy đủ tay quay là em bán 1.150.000 này. Cái con này nó bị gãy tay quay này, hỏng tay quay. Đó, con này thì em bớt cho các bác 100. Đó. Nó vẫn còn nắp nhá, em tháo ra em view cho các bác thôi. Nắp nó em để đâu á? Sau tí nữa em lắp vào cho các bác. Con này là 1.050.000 này. Đó, con này 1.150.000 này. Đó. Và cái con này vẫn 1.400.000 này. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác cái con bình SMC này. Đó. Con bình SMC này thì là hàng của Nhật này các bác này. Em săn được có mỗi một con thôi nhá. Tại vì giá nó quá chát nên em lấy một con về thôi, bán cho bác nào cần. Made in Japan này. Đó. Mắc áp của nó lên đến 20 kg nhá. Đó. 20 MPa, 2.0 MPa này, nó tương đương với 20 kg đó các bác. Bây giờ em đo cho các bác kích thước này. Con này là 10 lít nha các bác. 0,01 mét khối này. Đó, tức là 10 lít đó các bác. Bình này có 10 lít thôi nhá. Đó. Đây nha, cho các bác xem này. 0,01 mét khối nhá các bác. Đó. Có nghĩa là 0,01 thì nó là 100 lít. Con này là 0,01. Là có 10 lít thôi. Đó. Em đo kích thước cho các bác này. Nó dài tổng cộng là khoảng độ 46 cm nha các bác. Đó, nó rất là dài. Đường kính của nó lên đến 18 cm nha các bác. Để em quay cái máy quay nó cao cao lên cho các bác dễ nhìn này. Đó. Đường kính nó khoảng độ 18 nhá. Em đo như thế này thì nó không chính xác lắm đâu, nhưng mà khoảng độ 18 này. Đó. Khoảng độ 18 cm. Chân đế còn rất là đẹp này. Ở dưới này nó có cái van xả đáy hay cái gì đây này em. Chắc là van xả đáy này. Đồng luôn nha các bác. Đó. Van xả đáy này. Đó. Có van, có tay vặn hẳn hoi nhá. Trên này còn có bệ để bắt máy sẵn rồi các bác này. Một đầu vào một đầu ra. Em nghĩ thế này. Đó, một đầu vào một đầu ra này. Hàng của SMC này con em bán giá 600k nhá. Đó, em có một con duy nhất thôi. Hàng rất là đẹp. Đó, hàng cực đẹp luôn nhá các bác. Hàng đến từ Nhật luôn nhá. Một cái bình thép mà đến từ Nhật. Các bác nhìn nước sơn của nó này. Đó, bóng như mới luôn. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác khu vực bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một cái con này nó gọi là cái con máy con này nó gọi là cái con máy máy thái lát nhá, máy thái lát dược phẩm. Đó, em vào lấy cho anh củ cà rốt đây. Các bác đợi em chút nha, em lấy củ cà rốt để em test cho các bác. Trước khi em test thì em sẽ cắm điện cho các bác xem trước này. Thank you.
đó. Bây giờ trước khi ấy em đo kích thước cho các bác nhé. Đo qua kích thước trước này. Con này nó dài chiều này là 32 cm này. Tổng chiều cao của nó là 26 cm này. Và bề ngang của nó đây. Bề ngang của nó là 19 cm này, 19 cm. Đó, cái cửa ra của nó đây. Cửa ra của nó đây nhá. Hai lát đây này, nó sẽ tụt xuống đây. Tụt xuống đây. Thì tất cả các lát người ta đã thiết kế cái kiểu như này nhá các bác. Đó. Nó có các loại hình này. Đó, các loại hình chéo này. Đó. Và cái này thì chắc là ép xuống để ép dao, ép giếc gì đấy em chưa dành lắm về cái đồ này nhá. Bây giờ em sẽ test máy cho các bác. Đó, công tắc nguồn của nó bên này. Công tắc nguồn bên này. Đó. Bây giờ em sẽ cắm điện này, em sẽ test cho các bác này. Đó, điện chạy điện 220V nha các bác. Em tắt đi đã, quên. Chủ chị bật công tắc rồi. Đó, em cắm điện rồi. Bây giờ em bật cho nó chạy cho các bác nhìn này. Bật công tắc này. Đó. Chạy rất là êm nha các bác. Nó thái ở đây này. Đó. Các bác đợi em tút để em lấy cái củ cà rốt để em thái cho các bác xem nhé. Đó, các bác nhìn thấy lưỡi dao chưa? Nó sẽ có 3 lưỡi dao. Đó. À, các bác thông cảm nhá, tại vì em cũng hôm nay em mới nghịch lọ mọ. Đấy. Em mới vừa nãy em mới thái ra này, thái bằng củ cà rốt này, lát nó rất mỏng. Và em chỉnh thì nó thái rất là dày. Đó, nó có thể chỉnh được độ dày mỏng bằng cách xoáy cái con này nha các bác. Đó, khi mỏng nhất thì nó ở trên này. Các bác nới ngược chiều kim đồng hồ là nó mỏng nhất. Và khi các bác đè xuống thì nó dày dần. Đây em sẽ test cho các bác này. Em sẽ cho dày dày một tí cho các bác dễ hình dung nhá. Tại vì cái miếng mỏng quá thì nó bám nó dính hết. Đấy em test này. Đây này, lấy cái này ấn xuống này. Đó, hết rồi. Tiếc quá. Tiếc quá các bác ạ, em có độc một củ đây. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Đó. Ôi, xịn quá các bác ạ. Đây này, thái này các bác này. Củ cà rốt em thái nhá. Đó, đây là cái đầu tiên mà em nhả hết cỡ, nó thái mỏng đến mức độ như này nha các bác. Đó. Mỏng như tờ giấy luôn nha các bác. Chứng tỏ dao nó rất là ngon. Ok anh nhá, lấy cái đó. Dạ. Dạ. Ôi, thế này, các bác thông cảm cho em nhá. Các bác xem video nhưng mà xem cho vui thôi nhá, bởi vì cái máy này em nhà hàng của bác mà bác ấy chốt rồi. Các bác thông cảm nhá. Tôi con này xong luôn. Đó. Các bác thông cảm nhá. Thôi em không view nữa tại vì có bác chốt rồi. Nó rất là tiếc. Bác nào không mua được thì rất là tiếc, em thì em bán được hàng rồi nhá các bác thông cảm, tại vì em view đến đây thôi. Đó. Nó rất là tiếc bởi vì các bác xem được mà thích mà không mua được hàng thì rất là đáng tiếc. Nhưng mà biết làm sao được, bởi vì cái này các bác có thể mua mới được mà. Em mua của em thì nó sẽ rẻ hơn thôi. Đó. Mua của em thì nó rẻ hơn thôi bởi vì em bán nó chỉ bằng độ 1/3 máy mới thôi nhá các bác. Đó. Mà hàng nó gần như là chưa dùng nhá. Đó. Bây giờ em sẽ tiếp tục em giới thiệu đến cho các bác mấy cái quạt này. Lấy cho bố dây đây để bố test quạt, cái dây kẹp kẹp ấy. Đó. Em sẽ rút ra để em test quạt cho các bác này. Nhưng mà trước khi em test quạt em test cho các bác mấy cái con này nhá. Đó. Các bác đợi em lấy dây. Cái con này là cái con máy lọc oxy này, máy tạo oxy nha các bác. Máy tạo oxy từ cái thương hiệu Nidec Medican này. Mã của nó là Nuvomax 5 Line này. Cái con này các bác tra ở trên mạng nha, các bác gõ đúng cái chữ này cho em là nó giá mới, hiện tại có một số công ty đang bán nó giá khoảng độ 28 đến 30 triệu nha. Bây giờ em sẽ test cho các bác này, con này nó xuất xứ từ Mỹ nhá. Bật công tắc này, nó chạy rồi nha các bác. Đó, các bác sẽ biết được là nó có lên khí hay không bằng cái này nhá các bác.
Đó, cái này bây giờ em đang để ở cái chế độ là 1,25 lít một phút này. Đó. Bây giờ em sẽ tăng lên này. Đó, đó, có thấy chưa? Bật lên nó lên rũ luôn này. Đó. Đó, em giảm đi này. Đó, có thấy chưa? Rút cái dây đen này ra rồi đấy, con cắm vào cái chỗ dây đen ấy. Cái rắc ngoài cùng này. Đó. Bây giờ em tắt đi nhá. Nó có cái đồng hồ đếm thời gian này. Con này nó đã chạy được khoảng độ 1920 giờ rồi này. Đó. Nó chạy được hơn 2000 tiếng rồi nha các bác. Đó, nó đến từ khoa sản này. Đây. Để em cho các bác xem nhé, tắt đi này. Đó. Đây này. Em cho các bác xem này, về đây này, phiếu kiểm kê tài sản này, ngày 31 tháng 2 năm 2016 này. Tài sản là máy tạo oxy di động Novilife 925 này, bộ phận sử dụng khoa sản này. Đó, series máy vẫn còn nha các bác. Và đây em cho các bác xem này. Chỗ này nó còn cái màng lọc bụi nữa nhá, nhưng mà nó đã đánh rơi mất rồi. Đây này các bác này. Đó. Đó. Em sẽ zoom lên cho các bác xem nhé. Con này đến từ Mỹ này, Made in USA này. Đó, em sẽ zoom lên một chút cho các bác xem. Đó. Này, USA từ Mỹ này. Các bác nhìn thấy chưa? Sản xuất tại Mỹ nhá. Con này nó chạy điện 230V này. 50 hạt này. 300W này. Đó, lưu lượng là 2 lít một phút này. Đó, sản xuất ra oxy đạt đến 90% là oxy nhá. Đó. Có nhìn thấy chưa? Còn đây là cái chỗ này thì cái chữ này thì em không đọc được. Đó, bên dưới có bốn cái bánh xe để đẩy đi nhá. Con này thì báo cáo với các bác là các bác check ở một số sàn thương mại điện tử vẫn đang bán nhá. Một số những cái trang người ta chuyên bán đồ y tế người ta vẫn đang bán. Là người ta bán giá là khoảng 28 triệu nhá. Nhưng mà con này hàng đã qua sử dụng rồi. Thì em bán cho các bác giá 2 triệu 2. Đó. Em có 3 con như thế này nhá. Thì em bán được 2 con rồi, còn một con duy nhất không? Đó. Có em bán được cái con này thì em có nhiều này, nhưng mà con này thì có nhiều nhưng mà nó chỉ được em chỉ bán được một con thôi, còn lại em sẽ phá đồ em bán nhé. Cái con này thì đây, có con này rút điện ra rồi à? Em cắm điện vào nhé các bác. Đó. Cái con này bên cái đồng hồ đo thời gian thì nó lại ở bên trong nhá. Đó, nó chạy rồi đây này các bác này. Bắt đầu sục khí này. Đó, khí nó ra nhá, các bác về cắm cái này, nghe này. Đó. Đây là nó có cái này nhỉ, em bịt lại cái này nó tụt xuống này. Đó, mọi người chưa? Đây là nó đang chạy ở chế độ 5 lít một phút này. Chỉnh xuống này. Đó. 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 Rất là hay. Chạy rất là êm nhá, máy đang chạy rồi đấy nhá các bác. Đó. Trên này nó là cái đồng hồ đo thời gian này. Đó, nó chạy được bao nhiêu thời gian thì nó đo ở đây nhá các bác. Đó, nó đo ở đây này. Nó có con này thì nó có màn hình điện tử này. Đó. Còn cái này nó có cái oxy check cái gì thì em không rành lắm này. Bây giờ em ấn vào đây cái này nó trở về không rồi. Đó. Đấy các bác reset nhé. Nó gọi là reset thời gian này. Ấn lại. Cái này máy này thì của Hàn Quốc này. Bây giờ em tắt đi nhé các bác. Đó. Con này thì em bán 2 triệu rưỡi nhé. Đó. Con này nó của Hàn Quốc này các bác này. Con này nó rất là nặng, con này nó nặng đến 25 kg nha các bác. Đâu để em vật ra em cho các bác xem về thông số. Ồ, thôi em cho các bác xem con bên này cho nó dễ này. Nó vẫn là nó đây này.
Đây này các bác này, vẫn là nó đây, em cho các bác xem con bên này nó tiện hơn. Đó, em sẽ zoom lên cho các bác xem này. Đó, đây nhá các bác, điện áp là 200 này, điện áp một pha này, sinh g pha này, một pha 220 50 Hz này, 220W này. Đây, 220W. Con này sản xuất tại Hàn Quốc này các bác này. Đó. Sản xuất tại Hàn Quốc. Đó. Con này thì em bán với giá là 2,5 triệu nha các bác. Đó, con này là 2,5 triệu này. Chạy test bao cho các bác chạy ngon lành này. Đó. Con này là 2,2 triệu này. Đó. Dạ, con này thì em nghĩ con này ngon hơn này. Theo em thì con này ngon hơn. Nó chạy rất là ngon. Hàng của Mỹ. Em chỉ thích là cái hàng của Mỹ nó ngon thôi. Tiếp tục em giới thiệu đến cho các bác cái con quạt này nhá các bác. Các bác đợi em chút để em rút bớt dây điện ra để em test quạt cho các bác này. Đó. Hôm nay video nó cũng tương đối dài nha các bác. Đây cho các bác xem này. Đó, em mở một sẵn một con ra cho các bác xem. Nó đến từ cái thương hiệu này thì em cũng không biết là đến từ thương hiệu nào. Để em để lên đây em view, em quay, em zoom lên cho các bác xem thì chữ nó mới to, nó mới đọc được. Con này thì thông số kỹ thuật nó lại ghi ở đây nha các bác. Đó, nó hơi chuối chuối một tí nữa ghi ở đây. Đấy, chỗ này là thông số tụ thì phải 454mm này, tụ. Đó, tụ 4mm. Nó đạt những cái chuẩn gì nó ghi ở đây này, em cũng không rành lắm này. Nó quay sang bên này là điện này. 230V, 50-60Hz này. Đó, nếu mà 50Hz thì nó ăn dòng là 0,60A này. Nếu mà 60Hz thì nó ăn dòng 0,88A này. Nó tương đương với cái gì đây, 135/200W này. 60Hz thì là 85W này, 2650 vòng cho đến 2910 vòng trên phút này. Công ty này, công ty EBM. Đó. Đó, cái thông số của nó rất là buồn cười, nó ghi rất là buồn cười. Bây giờ em sẽ test nhé. Bây giờ trước khi em test thì em đo cho các bác cái đường kính cái quạt trước này. Đâu để em cho máy quay xuống em đo đường kính cho các bác nhé. Hôm nay nó rất là nhiều hàng nên em sẽ view hơi lâu. Con này là nó đường này là 34cm này. Chiều này này. Chiều này nó là 27cm này. Chiều này xem về độ dày này. Bây giờ em đo độ dày nhé. Độ dày của nó là 13cm này. Đường kính cái cánh quạt này. Đường kính cánh quạt này nó lên đến 23cm nha các bác. 23cm nó có cái nắp đậy vào đây như này nha các bác. Nắp đậy này nó có cái này là miếng miệng hứng gió này. Đậy xuống như này, này. Em tháo ra cho các bác xem thôi. Bây giờ em sẽ test bằng cái con này. Đó, đậy vào như này. Bây giờ em sẽ test cho các bác bằng cái con bằng con này. Đó, em sẽ test bác bằng con này nhá. Nó thổi gió ra đằng này nhá, hút gió vào đằng này. Và các bác để ý nhìn cho em khi mà nó hút nhá. Nó hút cái lưới này. Cái lưới chắn an toàn này nó còn móp vào luôn nhá các bác. Đây em sẽ cho các bác xem cái này này. Nó móp vào luôn nhá các bác, hút rất là kinh. Nó con này nó hút rất khỏe, nó quạt rất là khỏe. Đây này em cắm điện này bắt đầu chạy này. Đấy chạy rồi nhá các bác. Cho các bác xem này. Nó kêu như bão luôn nhá. Đây là cái tấm rẻ nhá các bác. Đó. Cái rẻ dày mà nó phật như này nhá các bác. Em cho các bác nó lên camera này.
Em cho các bác lên camera cho các bác xem nhá. Đó, camera rung chưa? Quạt kiểu toàn như bão rồi nhá các bác. Các bác nhìn cái lưới này. Cái lưới này nó bắt đầu nó lõm lõm vào rồi này. Đây này, test bằng cái túi dây bóng này thì nó... Dây bóng này thì nó chả hề ấn gì nha các bác. Cái lượng gió thì nó khủng khiếp luôn. Đó. Bây giờ em tắt đi nhá. Cánh này nó bằng nhựa nha các bác. Cánh này bằng nhựa. Đó, các bác nhìn nó vẫn đang tít này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Tít rất sâu. Đó. Kích thước nó bằng cái, không biết quạt này đến từ thương hiệu nước nào, nhưng mà em thấy nó rất là ngon. Ngon ở cái chỗ là này, chạy tít rất là mát nhé. Hút gió vào đằng này, xả ra đằng cái cửa gió rất lớn này. Em đo lại kích thước cho các bác cái cửa gió nó thổi ra nhé. Đó, cái cửa gió thổi ra một chiều này là 34 cm này. Chiều này là nó khoảng độ 13 cm này các bác. Đó, 13 cm thì trừ cái chỗ này thì còn 12,5 này. Trừ cái chỗ cái gập gập vào một tí này còn 12,5 này. Đó, từ nãy giờ em rút điện từ nãy giờ giờ nó mới dừng nhá. Và cái quạt này em báo giá luôn nhỉ. Cái giá dán đâu nhỉ? Gì nhỉ? Đây rồi. Quạt này em bán 500k con này nha các bác. 500k con quạt này. Dây điện thì nó đấu ở đây nha các bác. Đó. Em lôi ra này. Đây nó có cái rắc cắm, nhưng mà cái rắc cắm của nó không làm gì được. Em phải lôi ra nhé. Đó. Nắp đậy của nó đập vào như này nha các bác. Tí nữa em sẽ xoáy lại con này. Cái này em có 3 con này. Bác nào nhanh tay thì được. Đó. Con thứ hai em mới giới thiệu đến cho các bác là cái con này. Đó, cái con này thì bây giờ nó đang nó lại cầu nối nó ở đây này. Con này thì không có thông số kỹ thuật gì nhá các bác. Đó, nhìn thì nó như này, nó đang chạy bằng một cái con tụ đây này các bác ơi. Tụ 2 mi này, thì không biết con này nó bao nhiêu watt, nhưng mà nó chạy cũng khủng khiếp luôn nhá các bác. Em sẽ test cho các bác con này. Đó, em để em thử điện xem nó chạy chưa nhá các bác. Điện chưa vào rồi. Này nó không cặp được à? Con chết ở trong kia. Đó, bà xã em bảo là test phải con chết. Mua 3 con này thì chết mất 1 con nhá các bác. Quạt nó nhiều lúc nó đen đủi thế. Chạy chưa? Đó, chạy rồi. Con này thì nó khởi động rất là từ từ nhá các bác. Đó, nó khởi động mềm nhá các bác. Nó lên rất từ từ. Đó, các bác nhìn thấy nó lên chưa? Nó vẫn đang lên. Đó, lên rồi nhá các bác. Đây con này thì em sẽ... Đấy nó vẫn đang lên các bác ạ. Vẫn đang réo nhá. Đây này. Đó, em để cái mic ra xa như này nhá. Đây em để cái mic ra xa trước mặt này thì nó nghe như này nhá các bác. Đó. Các bác không nghe thấy gì đâu. Đó. Bây giờ nó mới là lên căng nhất này. Đó, lên căng nhất. Đó. Tại vì để mà cho các bác xem được là cái lượng gió nó như thế nào thì rất là khó nhá. Em thò tay thì em cảm nhận nó thổi rất là kinh. Đó, bây giờ em sẽ tắt đi cho các bác xem này. Đó. Nó vẫn đang quay nha các bác. Tắt rất là lâu rồi nhưng nó vẫn đang quay. Bây giờ em cho bác, em lấy con này, một là ghi giá rồi, hai nữa là
Em đo kích thước cho các bác này. Vẫn đang quay nha các bác. Đó, vẫn đang quay này, chưa dừng đâu nhá. Con này kích thước bao ngoài nhá, một chiều này là 22,5 này. Chiều này là 24 này. Đó. Độ dày miệng gió này là 9,5 cm nha các bác. Nó là nó bằng cánh, cái bằng cánh bằng sắt. Đó. Cánh bằng sắt rất là bền nhá. Cánh này thì không biết bao giờ mới hỏng. Các bác bằng tôn nữa, chính xác nó gọi là bằng tôn nha các bác. Quạt này thì không thấy ghi thương hiệu gì cả. Cái con kia thì em thấy nó ghi ở trên thân này thì em mới tháo ra cho các bác xem, nhưng mà con này trên thân này nó không thấy ghi gì. Đó, trơn trắng phau, không thấy ghi gì, chạy rất là ngon. Không thấy ghi một cái gì cả. Đó. Con này em bán 300k nhá. Kích thước em đo rồi, giá tiền em ghi đây, em có 3 con thì một con bị cháy. Cháy hay không thì em không biết, nhưng em thử điện là không thấy nó chạy. Thì em chưa tháo ra không biết cháy hay không, nhưng mà con này em sẽ không bán, em bán hai con này nha, 300k một con. Đấy các bác nhìn này, nó tít vẫn chửa hết nha các bác, vẫn đang tít này. Nó rất là trơn nha các bác, mà chạy rất là êm. Giá 300k một con này, em có hai con thôi. Còn con kia để em nghiên cứu xem nó lý do nó tại sao nhá. Nếu mà nó cháy rồi thì em bán giá cháy cho các bác. Quay sang bên này thì em có cái thùng này nè. Đó, video thì nó rất là dài nha các bác. Cái thùng này thì nó có hai cái nắp, à nó có một cái nắp và có hai cái quai chốt hai bên như này, bên này một cái, bên này một cái. Giá em bán con này là 500k nhá, bao gồm cả chân. Nó chân thì nó dính liền luôn này các bác này. Đó, chân là liền luôn này, bao gồm hai cái khóa đây nhá các bác, có hai cái khóa này, một cái ở đây, một cái ở bên này. Đó, có hai cái khóa này. Đó, móc ở đây nhé. Móc này, nhưng mà cái lý do cái móc này nó đang bị lỏng lẻo là ở trên bề mặt này nó có một cái gioăng cao su này. Đó, em mua em vứt vẻ đi. Đó, các bác về cho cái gioăng khác vào là nó im luôn nhé. Đây nó đang bị thiếu gioăng, đâm ra là nó bị lỏng này. Đó, nó bị lỏng này nhé các bác. Đó, giá cái thùng này bán là 500k. Cái thùng inox rất là đẹp. Kích thước em đo đây, trên đầu này nó có một cái lỗ nữa này, dưới là có hai cái van nhé các bác. Em đo rồi, kích thước là 28 này, 28 hơn một chút này, chiều này cũng 28, vuông 28,5 nhé. Tổng chiều cao của nó là lên 27 cm này, và cái thân thùng này nó cao, em đo được cái thân không thì nó cao 16,5 nhé. Đó, 500k cho cái thùng này. Đó, có bác nào chốt được cái lọc này không? Anh em view cho các bác cái con lọc này. Con lọc này là lọc tạo oxy nha các bác. Đó, lọc khí tạo oxy. Đây này các bác này. Đó, con này sản xuất tại Hàn Quốc luôn nhé các bác. Made in Korea này. Đó, IRS. Các bác có thể chụp lại cái model này, các bác check giúp em này. Đó, con này nó nặng đến 4 cân mà em bán có 300k. Đó, bởi vì em phá ra kia, nó phá ở cái máy kia ra này. Đó, 300k con này nhá. Kích thước em đo qua cái này. Con này nó gọi là lọc tạo oxy nhá các bác. Đường chiều này là 20 cm này. Tổng chiều cao của nó này, tổng chiều cao của nó là 38 cm này. Độ dày của nó này, độ dày của nó là 8 cm. Đó. Đó, hình thức là nó như thế này nhá. Bên trong nó có hai bầu lọc thôi. Cái khoang giữa này là khoang trống này, hai bầu lọc. Đó, hai bầu lọc nha các bác. Nguyên bản của nó là tháo từ những cái con máy này ra này. Đó, một đống máy em xếp đây này, xả từ đây ra nha các bác, rất là xịn. Tiếp theo quay sang bên này, quay sang bên này thì em có một ít đồ này em giới thiệu thật nhanh nha các bác. Bây giờ là video nó cũng tương đối dài rồi, gần 2 tiếng rồi nha các bác. Một cặp dây duy nhất này. Đó, một cặp dây duy nhất này. Dây dài 2m02 này. Rộng bản này là bản 20, không biết có phải 20 phải chuẩn không. Để em kẹp lại tin tức cho các bác cái này. Bản này em nghĩ hơn đấy. Bản 20 thật các bác ạ. Bản 20 giá cặp này em bán 1,3 triệu nhé. Nhưng mà nó đang bị lỗi là em mua bị nhầm này. Nó bị người ta xoáy ra, nó gãy mấy con ốc ở đây này. Các bác về tháo lại nha, em bán rẻ cho. Con này, cặp này em bán 1,2 triệu nhé.
nó mất là một con hai con này đó. Đấy là cái này là em báo thật nhé, đó nó bị như thế nhá. Em thử xem cặp bên này nó có bị không này, con này bị một con này, nó xoáy mạnh quá, thợ không biết xoáy, xoáy mạnh quá này. Cái dây này thì mã của nó đây nhá, các bác có thể chụp được hình của nó này, nó chụp hình cái mã dây này để em zoom lên cho các bác xem này. Nó các bác chụp hình cái mã dây này đi, nó mã dây của nó đây nhá, rất là xịn nhá. Đó, giá em bán cặp này nặng đến 15 cân nha các bác. Đó, em bán cho các bác giá có 1,2 triệu thôi. Tính ra giá của nó rất là rẻ nhé. Hàng này rất là đẹp. Đó, một cặp dài 2,02 m này. Dây bản 20. Dây cao nha các bác. Dây bản cao này. Để em đo cho các bác xem nó cao bao nhiêu nhé. Tại vì cũng là dây 20 nhưng mà cái bản nó mỏng dẹt thì nó rất là nhẹ nha các bác. Bản này nó rất là dày. Đây em kẹp cả hai cây này cho nó tiện này. Đó, nó cao đến 2,5 cm nha các bác. Chắc là trừ đi còn 2,4 thôi. Đó, cao 2,4 cm thì các biết là nó nặng như cỡ nào nha các bác. Đó, giá là 1,2 triệu nha các bác. Em có một cặp duy nhất thôi. Em bớt cho các bác 100 là lý do là nó có cái này về các bác bớt lại này. Tiếp theo này, những cái cặp này này. Đó, 420 này, cặp này là 320 này. Đó, hai cái con quạt sò này. Hàng chạy điện 24V hôm nay em view rồi nhá, hôm nay em lại tháo máy ra nó lại có này. Đó, giá 50k một con, chạy tít lì nha các bác. Đó, quạt này của Đài Loan nha các bác, rất là xịn. Đó, cái thông số của nó phải tháo cái miếng nhôm này ra mới thấy này. Đó, hôm nay em lười em không tháo này, giá 50k một con. Các bác xem lại video hôm trước nhá, em view con này rồi. Những cái lọc khí này. Đó, hôm nay em sẽ bẩy ra như này cho các bác xem nhá. Tháo nhanh, gọi là tháo nhanh. Đó, nguyên bản của nó là như này này các bác. Đó, cái chụp kia là chụp vào đây. Đó, cái này các bác ứng dụng về làm lọc khí nhá, rất là hay. Đó, giá em bán con này có 100k thôi. Cái bầu này là bầu chụp bên ngoài. Đó, để em lắp vào nha các bác. Lắp này là lắp kiểu đẻo. Đó, kiểu nhanh. Đó, 100k cho con này, con lọc khí. Đường vào đây, đường ra đây hay là đường ra đây, đường vào đây em chưa nhòm kỹ nhá. Đó, nó sẽ có hai đường, một đường vào, một đường ra. Đó, 100k một con này. Em có 2-3 con gì đấy. Em phá máy ra em lại còn thêm nữa các bác. Tiếp tục này. Em có một bộ chân máy này, hàng của Ford Master này. Bộ này mã của nó là, con này nó ghi rõ ràng là Max 4900 N này. Đó, đó, mã của nó là đâu, mã của nó là, con này không có mã, không có mã thì các bác hơi khó nhìn nhỉ. G-Dog Inge, con này, này tải của nó là, một bộ này của nó tải 1 tấn vô tư nha các bác. Về nguyên tắc tính tải thì là em thấy một số người người ta bảo là tải sẽ bằng hai bánh cộng với nhau này, ví dụ con này là chịu được 5 tạ này thì cộng hai con vào 1 tấn là 4 bánh sẽ chịu được khoảng 1 tấn nha các bác. Đó, hàng của Ford Master này, rất là đẹp. Em đo kích thước cho các bác ấy. Chiều này là 9 cm này, chiều này 9 này. Đó, tổng chiều cao của nó em đo đến cái bánh này thôi nhá, còn cái kia nó là tăng chỉnh, nó khoảng độ 10 cm. Đó, 10 cm. Đó, bây giờ em sẽ kẹp cho bác cây về cái thông số này, bánh này của nó này. Đó, chiều dày là 2,9 cm này, đường kính bánh này, đường kính bánh là 6,2 cm này, 6,3. Đó, giá em bán là 550k, em có một bộ duy nhất thôi. Cái loại thứ hai, loại này thì em có nhiều này, nó đến từ cái thương hiệu Abilon này, mã của nó là mã số 3 này. Đó, con này thì nó 2 tầng bi nhá. Đó, các bác nhìn kỹ chưa, 2 tầng bi chưa. Đó, 2 tầng bi, rất là xịn. Nó đến từ cái thương hiệu Abion này. Abion chứ không phải là Abilon nhé, em đọc nhầm. Abion, mã số 3. Đó, bên này cũng thế này, có chữ Abion, mã số 3 này. Đó, bộ này thì em bán 400k một bộ nhé. Em đo kích thước cho các bác. Tầng trên này của nó này, một chiều này là 10,5 cm, chiều này là 8 cm. Lỗ cốt chỗ này thì là 6 này.
lô cốt chiều này này thì là 8,5. Đó. Tổng chiều cao từ đáy lên, từ bánh lên đến mặt bích này thì là 10 cm này. 10 cm. Bác nhìn hai cái tay bánh nó rất là dày nhá, rất là dày. Em kẹp luôn này. Đó, nó dày đến 6 ly nhá các bác, 5,9 ly này, rất là dày. Đấy, bề dày của bánh này là 4,6 cm này, tha hồ chịu tải nhá các bác. Và chiều này là 7,6 cm này. Đường kính là 7,6 nhá. Rất là dày, rất là to. Hàng này chịu tải thì thôi rồi nhá các bác. Đó. Đó. Em có rất là nhiều nhá, em có chục bộ. Giá em bán là 400k một bộ. Đó. Em có chục bộ nhá các bác. 400k một bộ này. Đó, em đem bày hai bộ thôi nhá các bác. Em về được chục bộ. Dây trượt này, dây tủ này các bác. Đó. Hàng có cái mã này thì nhiều, rất nhiều người bán cái hàng của cái mã này V1126V này. Không biết có phải cái nào nó có chữ đây không. Em cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm. Đúng rồi, cái nào nó cũng có chữ 1126V này. Đó. Cái loại này em bán 130k một cặp nhé các bác. 130k một cặp bao gồm hai thanh như thế này. Bây giờ em đo nhanh chút trước này. Đó. Hành trình em đo luôn hành trình trước này. Hành trình nó sẽ được cần này nhé các bác. Hành trình nó sẽ được 43cm này. Đó. Đến chỗ tay em cầm nó kịch rồi này là 43cm. Đó. Và tổng chiều dài của nó này. Chiều dài khổ bì của nó là đây này, 61cm này. Bề ngang của nó này, bề ngang của nó là 3,5cm này. Và độ dày, em đo độ dày cái này để các bác còn tính toán khe hở nhá. Độ dày này của nó là 1cm này, 9,8 là 1cm. 130k một cặp nhé, em có vài chục cặp. Đó. Dày này các bác này, 100.000 một cặp nhé. Đó. Đâu để em cho các bác xem này. Có một cái hôm nọ em xé ra rồi đâu nhỉ? Đóng rồi à? Chắc không bớt lại. Đó, nhà bà xã em bảo lại bán mất rồi các bác ạ. Lại xé cái khác, rất là tiếc. Hàng. Ui dồi. Xé, vứt. Đây em xé ra một cái cho các bác xem nhá. Để em đo luôn một thể nhá. Đó, ui dồi, nó lại vẫn đầy dầu mỡ này các bác ạ. Hàng mới chưa qua sử dụng nhé các bác. Con này nó dài này, 15cm này. Bản này là bản 1,5cm này. Bản này là bản 1,5 nhé. Đó. Độ dày của nó là 1,1cm này. Bọ của nó đây. Bọ của nó này. Bọ dày 4cm này. Bề ngang của bọ này 3,2cm này. Đó, hàng mới chưa qua sử dụng nhé các bác. Hàng mới hôm qua sử dụng em bán là 100k một cặp như thế này nha các bác. Đó. Hôm nọ em xé một cái rồi em lại phải hy sinh xé một cái nữa này. Hàng nguyên trong giấy bóng, chưa qua sử dụng, 100k một cặp như thế này. Kích thước em đo rồi. Em vẫn còn những cái cảm biến này. Hàng này thì đến từ Đài Loan nha các bác. Hàng rất là xịn. Ghi đến Đài Loan ở đâu nhỉ? Nói có mách có trứng nha các bác đây, Make in Taiwan này các bác này. Hàng đến từ Đài Loan nhá. Đó. Thông số của nó ở đây này các bác này. Các bác chụp lại. Check chụp em nhá. Hàng cảm biến báo cháy nhá. Nó còn đấu như thế nào thì các bác nhìn vào đây các bác tự biết đấu này. Đó. Em bán có 60k một con rồi nhá các bác. Em bao các bác sống hoàn toàn. Tại vì hàng này là nó có một số cái là nó vẫn còn chưa sử dụng đây này các bác. Đó. Tem do Bộ Công an cấp hẳn hoi dán vào đây này. Đó. Ngày cấp là 13/3/12/2020. Đó. Hàng chưa qua sử dụng nhá các bác. 60k một con thôi. Em còn có 4 con thôi nhá các bác. 4 con hay 5 con? 5 con. Đó, quay sang bên này thì lướt nhanh cho các bác một chút nữa này là em nghỉ nhá, bởi vì video nó cũng rất là dài rồi. Em còn những cái con encoder này. Đó.
không biết khách hàng của em đi đâu mà không ai mua nhé. Hàng rất là ngon nhé, hàng của Nhật đó. Những cái con SSR này các bác này, đó SSR này, hàng của Panasonic cực xịn này, em bán rất là rẻ nha các bác. Đó, 40k một con này. Đó, SSR này. Nó hàng 15A 250V này, Made in Japan Hà Nội nhá, hàng của Panasonic em bán có 40k một con mà các bác đi đâu hết không mua. Đó. Những cái tay nắm tủ này, giá có 20k một con này. Đó, hai có hai màu này, một màu mạ chrome và một màu mạ trắng mờ này. Nó có 20k thôi. Cái nhôm này vẫn 100k một cân này các bác này. 100k một cân nhá. Cái nhôm dày 3,5 cm. Bề ngang này là của nó 3,5 này. Nó chiều này là 4 này. Đó. Nó bắt được từ nhôm 4 trở lên nhá. Các bác bắt nhôm 3,5 à, 3 nhôm 3 thì nó hơi thừa ra một tí, nhìn nó hơi xấu. Đó. Cái này thì các bác không thể bắt kiểu như là cho lệch về một bên được. Tại vì cho lệch về một bên là nó không vào được rãnh nhá các bác. Bác bắt buộc phải bắt cân thì mỗi bên nó thò một tí. Đó. Bên này là một ít những cái tinh chỉnh này. Con này có 150k này, tinh chỉnh XY 2 chiều này, size 6 phân này. Rất là ngon nha các bác. Đó, em còn đâu 4 con nữa này. Đó. Cái loại này này, loại 4 phân này thì là 100k này. Đó. Bác nào mua nhiều thì alo em bớt cho một chút nhá. Con này thì 120k size 5 phân này. Con này là 200k size 6 phân này, XY này. Đó. Còn đây là những cái trục gối bi này vẫn 45k một con này, bác nào mua nhiều là 150k 4 cái, cốt 25 nhá. Đó, giới thiệu thật nhanh. Khóa này các bác này. Đó. Khóa này này vẫn 100k một con này, rất là nhiều. Cái này 180.000, cái này 80.000 này. Đó, còn cái ốc bé nhà em nó còn bê đâu hình như hết rồi sao, chưa em chưa nhập kịp nhá. Em chưa nhập kịp cái ốc bé nhá. Cái này vẫn 120k một cân này, em còn cần này nữa là hết này, toàn hàng hiệu các bác. Ví dụ như con này là của ABB này. Đó, cầm gọi là cầm con này thì không thấy có tên tuổi gì nhưng mà trông rất là đẹp. Đó, như con này là của A này. À đâu, con này của Top Jack Money này. Đó. Top Jack Money này các bác ơi. Đó. Em cứ cầm ngẫu nhiên nhá, nhìn con nào đẹp đẹp ăn Nhật này. Con này chắc của A không? Nhìn cái nước mạ của A biết ngay. Đó. Giá là này, A Mazen Nhật Bản luôn. Ví dụ thế nhá. Có cái con hôm nọ em còn tìm thấy một con của BB Sikton nhá, hàng cực xịn. BB Sikton là hàng đỉnh nhất trong các đồ này. Đó. Em đánh đổ đồ rồi các bạn. Tiếp theo những cái bộ chân này này. Đó, 140k một cái nhá. Bác nào lấy 4 cái thì báo em nhé. Em lấy 400k thôi. Bán rất là rẻ. 180k một cái này. Một bộ 4 cái này, 180k chân thép. Đó, quay sang bên trong này thì có một ít đồ này. Cái này vẫn 25k một cái này. Bằng inox rất là xịn này, em vẫn còn này. Chỗ này một loạt chân máy này. Thôi nhá các bác, cho các bác xem qua thôi. Bác nào cần thì alo em, bởi vì video nó rất là dài rồi. Đó. Cái này này, còn này. Nam châm điện này, nam châm điện thì còn rất là nhiều. Đó, đặc biệt cái lô này này, em để ở trong sọt, em vẫn còn một sọt nữa. Cái lô này em cũng còn một vài sọt nữa. Đó. Đây còn toàn hàng hiệu nhá, chỉ có con này không phải hàng, con này là hàng nó không có tem mác, không biết là của Hàn Quốc hay gì. Con này cũng thế này, con này cũng thế này, còn 3 1 2 3 4 4 loại này là có được dán tem của Mitsubishi này. Toàn bộ dán tem Mitsubishi, giá tiền em để đây này. Các bác xem qua một chụp ảnh này. Đó là những cái sản phẩm em giới thiệu đến cho các bác. Video của em hôm nay đến đây là hết rồi và nó cũng rất là dài rồi. Đó, em nói cũng rất là mỏi rồi. Và các bác mua được gì thì liên hệ với em qua cái số Zalo em để trên này nhé. Đó. Và chúc các bác xem video vui vẻ. Và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.